Lão nhân lôi Tiêu Thiên Trấn đi phất tay ra sau, bùm một tiếng Chu Thuận bị đánh bay ra ngoài. Lê Vô Hoa quay đầu nhìn lại, lão nhân liếc sơ đã nhìn thấu hải như nguyệt càng chứng minh thân phận của lão, ông không dám ngăn cản nữa. Lão nhân đi xuống bậc thang, kêu lên, "Xe ngựa!" Người trẻ tuổi yên lặng chờ dưới bậc thang lập tức xoay người đi tới gần xe ngựa đậu trước cửa, thái độ hiền hòa mời mã phu nơm nớp lo sợ tránh ra, y kéo dây cương lại. Tiêu Thiên Trấn đã không phát ra tiếng bị ném vào trong thùng xe, lão nhân cũng chui vào người trẻ tuổi ngồi trên càng xe vông roi xe ngựa của phủ thứ xử cứ thế bị lấy đi xe ngựa chạy qua người đi đường giặt sang hai bên có hai thanh niên cưỡi con ngựa cao to đằng trước cũng tránh sang bên một thanh niên cưỡi ngựa nhìn người trẻ tuổi điều khiển xe ngựa thì ngạc nhiên phất tay kêu đàm huynh thanh niên điều khiển xe ngựa thờ ơ lướt qua họ thanh niên khác trên lưng ngựa lấy làm lạ hỏi trình huynh quen người này huynh còn có bằng hữu ở kim châu thanh niên kia quay đầu nhìn theo xe ngựa chạy xa gãi đầu cười tự diếu Sa phu vừa rồi khá giống bằng hữu cũ của ta ở Bắc Châu, nhưng chắc đã nhìn lầm. Bằng hữu cũ của ta là một sách bảo thủ, không có khí độ như người ta. Không có gì, đi thôi. Lại có mấy người cưỡi ngựa từ phía trước chạy đến lướt qua hai người, từ xa đi theo chiếc xe ngựa. Bám theo xe ngựa là đệ tử của Vạn Động Thiên Phủ. Tuy Lê Vô Hoa không dám ngăn cản nhưng không thể mặc kệ lão nhân tùy tiện mang người đi, phải phái người đi theo, chờ Vạn Động Thiên Phủ có quyết định cuối cùng. Trong phòng hải như nguyệt lo âu đi loanh quanh thời gian trôi qua mỗi phút là giày vò bà thêm hải như nguyệt vừa lo cho nhi tử vừa giàu cho số phận của mình tay thỉnh thoảng vuốt bụng ngoài cửa có tiếng bước chân chu thuận vịn khung cửa nghiêng ngả bước vào chu thuận bị lão nhân phất tay hất văng tuy chưa bị thương nặng nhưng ông đã lớn tuổi không chịu nổi chu thuận đi đường khó khăn nhưng vẫn cố chống lại đây đóng cửa trước ánh nhìn của hải như nguyệt khập khiếng đến trước mặt bà khuôn mặt chu thuận mệt mỏi hỏi phu nhân chuyện rốt cuộc là sao? Hải Như Nguyệt biết Chu Thuận trung thành với Tiêu gia, rất lo cho an toàn của Tiêu Thiên Trấn. Ta cũng muốn biết là chuyện gì. Chu Thuận nhìn bụng Hải Như Nguyệt vẫn bằng phẳng. Phu nhân, quỷ y nói có đúng không? Hải Như Nguyệt ôm bụng, nhắm mắt lắc đầu, biểu tình xấu hổ không chịu nổi. Chu Thuận, ta đã nói cho ngươi nghe về xích dương chu quả, ngươi nên hiểu tình cảnh của chúng ta. Vạn động thiên phủ đã bắt đầu hành động, chúng ta phải tìm cách tự bảo vệ mình, ta không có cách nào. Chu Thuận dùng mình lảo đảo lùi hai bước, run giọng hỏi. Của ai, Chu Thuận sớm biết hải như Nguyệt lang loàng với với nam nhân khác, không chỉ một người, không chỉ riêng Lê Vô Hoa. Trước kia Hải Như Nguyệt và Lê Vô Hoa chưa tăng tiệu với nhau thì bà đã có ám muội với một số nhân vật quan trọng của Kim Châu. Chu Thuận luôn mắt nhắm mắt mở, ông biết tiêu ra đến tình trạng nào, cô nhi quả mẫu muốn tiếp tục chống đỡ rất khó khăn. Hải Như Nguyệt làm trưởng công chúa triệu quốc nhưng khó lấy ra cái gì lung lạc lòng người triều đình triệu quốc muốn khống chế Kim Châu, sao chịu đưa tài nguyên cho trưởng công chúa lợi dụng. Trưởng công chúa chỉ có một thứ hữu dụng là mỹ sắc. Chu Thuận cho rằng Hải như Nguyệt hy sinh vì tiêu gia, ông vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, chỉ đành ủng hộ. Dầm một tiếng cửa phòng bị người đá văng, Lê Vô Hoa sắc mặt âm trầm đứng ngoài cửa lạnh lùng nhìn Hải như Nguyệt trong phòng. Lê Vô Hoa báo tình huống khẩn cấp lên trên, sắp xếp xong hết liền chạy tới đây. Người trong phòng sợ hết hồn, Lê Vô Hoa xài bước vào, khi lướt qua Chu Thuận thì quát, biến ngay, Chu Thuận ủ rũ cúi đầu khập khiếng đi, Hải Như Nguyệt lùi từng bước, bị Lê Vô Hoa từng bước áp sát. Lê Vô Hoa nhìn bụng Hải Như Nguyệt, bà bản năng hai tay che bụng đụng vào ghế ngã ngồi xuống, biểu tình căng thẳng. Lê Vô Hoa đứng trước mặt Hải Như Nguyệt, trên cao nhìn xuống hỏi câu tương tự. Của ai, Hải Như Nguyệt sợ muốn đứt dây thần kinh, cố kiếm đồng tình lã chã nói. Chàng nói xem có thể là của ai, cơ mặt Lê Vô Hoa co giật, thật ra ông đã có suy đoán. Hải Như Nguyệt bị giam lỏng hơn nửa năm, chứ ông ra không có nam nhân khác gian díu với bà được. Tuy biết cục thịt trong bụng Hải Như Nguyệt là của mình nhưng Lê Vô Hoa vẫn rất giật, tát một cái thật mạnh làm bà ngã trên ghế. Tiện nhân, có phải ngươi không uống đan dược điều dưỡng thân thể? Hải Như Nguyệt che mặt sưng đỏ, chậm rãi ngồi thẳng dậy khóc nói. Ta sớm biết đó vốn không phải đan dược điều dưỡng thân thể gì, là dược vật tránh cho ta châu thai ám kết mới đúng. Mặt Lê Vô Hoa giữ tợn nói, ngươi cố ý, Ngươi nghĩ làm vậy có thể sống được. Lê vô hoa âm trầm nhìn bụng Hải Như Nguyệt, một bàn tay chậm rãi co thành nắm đấm. Hải Như Nguyệt nhận ra Lê vô hoa muốn làm gì, hai tay che bụng vội khuyên. Ta biết các người muốn giết ta, nhưng chàng cũng thấy tình huống Kim Châu hiện giờ. Tiêu gia kinh doanh mấy thế hệ, cây to dễ sâu, quân, chính, thương đều có người dính dáng sâu xa với tiêu gia. Muốn thanh tẩy hết một lần, dù ta ra lệnh cũng sẽ gây sao động, bên dưới không ai muốn thấy gia nghiệp của mình bị hủy hoại trong một chốc. Việc này dính tới nhiều người như vậy, vạn động thiên phủ không dám cứng rắn thanh tẩy chỉ có thể làm từ từ, nhưng làm vậy là suy yếu thực lực của Kim Châu, có lợi gì cho vạn động thiên phủ. chương 650, có lẽ là người của ma giáo. Trấn Nhi bị quỷ y mang đi vừa lúc giải quyết tai họa ngầm xích dương chu quả, chứng minh bệnh của Trấn Nhi liên quan quỷ y. Ai có thể chát phấn quỷ y không cách nào chữa khỏi thiên âm tổn mạch. Trước mắt chỉ có ta là nhân tuyển tốt nhất ổn định thế cục Kim Châu, trong tình huống vạn động thiên phủ không cần lo lắng gì vì sao phải suy yếu thực lực Kim Châu. Đã có thể gió êm sóng lặng tại sao vạn động thiên phủ tự chuốc rắc rối cho mình. Chỉ cần chàng cãi theo lý thì vạn động thiên phủ sẽ suy xét lại. Chàng cũng nghe quỷ y nói rồi, trong bụng của ta là nhi tử, là nhi tử của chàng. Chỉ cần ta có thể tiếp tục tỏa chấn Kim Châu, quyền lớn Kim Châu sớm muộn gì là của nhi tử chàng. Nhi tử của chàng là thứ sử Kim Châu tương lai, vô hoa, cả đời chàng không có con cái, chẳng lẽ không muốn đời này để lại chút nhang khói cho nhà mình sao? Quỷ y nói trong bụng của ta là nhi tử, chàng không tin vào ánh mắt của quỷ y sao? Cục thịt trong bụng ta là nhi tử của chàng, hải như nguyệt như bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Lê vô hoa siết chặt nắm tay, mắt lấp lóe, sắc mặt liên tục thay đổi. Lão bát của phù phương viên đã trở về, về chỗ ẩn thân của Ngưu hữu đạo. Lão bát ở Kim Châu để tiện cho bên mình liên lạc với Kim Châu, cũng xem như con tin bị vạn động thiên phủ giam, nếu không trả tiêu thiên chấn lại thì lão bát đừng hòng sống trở về. Khi bị kẹt trong âm sơn đàm phán với quỷ mẫu thì quản phương nhi phái lão bát đi, đến Kim Châu vẫn phái lão bát, có thể thấy năng lực của lão bát là giỏi về giao lưu và đàm phán. Nghiêu Hữu đạo ngồi cạnh bàn đá rót trà cho Nghiêu Hữu đạo, kinh ngạc hỏi. Quỷ y, quỷ y mang tiêu thiên chấn đi, lão bát gật đầu nói. Đúng vậy, tiêu thiên chấn trở về phủ thành Kim Châu chưa bước vào phủ thứ sử đã bị quỷ y hình phương bắt cóc, là người của vạn động thiên phủ chính miệng nói cho ta vạn động thiên phủ nhờ ta chuyển lời với đạo gia vì đạo gia giữ chữ tín nên không so đo với đạo gia nói chuyện giã qua đạo gia đừng lôi việc này ra nữa đừng tưởng bọn họ không dám trở mặt với bên nam châu gây lớn chuyện đều không tốt cho ai kêu đạo gia yên tĩnh chút như hữu đạo cao mày thầm nghi ngờ có phải vạn động thiên phủ đang dở trò để hắn đừng lấy việc này ra uy hiếp nữa nhưng ngẫm lại không đúng vạn động thiên phủ không có lý nào mạo hiểm để tiêu thiên chân sống sót tức là năm đó tạo ra chuyện đệ tử quỷ y trị bệnh thật sự kinh động người thật tìm đến. Chuyện này rất có thể, lúc trước Kim Châu không tuyên truyền ra ngoài việc đệ tử quỷ y trị bệnh, vì phong cách làm việc của quỷ y rất quỷ y, không thích làm rầm rộ. Mãi đến khi bị bắt buộc ra binh vạn động thiên phủ mới hơi sợ, thả chút tiếng gió muốn phủi quan hệ, kết quả vời quỷ y thật đến. Không ngờ xảy ra chuyện như vậy, lúc trước nhiều hiểu đạo không thể ngờ đến, làm hắn không biết nên nói cái gì. Quản phương nghi ở một bên cũng rất ngạc nhiên, không ngờ quỷ y hình phương thần long thấy đầu không thấy đuôi xuất hiện mục tiêu rõ ràng là nhằm vào tiêu thiên trấn nghiêu hữu đạo lợi dụng tiêu thiên trấn vạn động thiên phủ vị y mà bị bóp chỗ yếu giờ quỷ y cũng đến vì tiêu thiên trấn nếu nói tiêu thiên trấn không có vấn đề thì đánh chết quản phương nghi cũng không tin mắt quản phương nghi sáng lấp lánh chấp lia nghi ngờ đánh giá nghiêu hữu đạo nhìn hắn chằm chằm như sắp nở ra hoa viên cương đứng bên cạnh cau mày không ngờ xảy ra chuyện như thế nghiêu hữu đạo hỏi Quỷ y mang Tiêu Thiên trấn đi là muốn làm gì?" Lão Bát lắc đầu nói, "Không biết, ta không nhìn thấy." Vạn động thiên phủ không nói. Nưu Hữu đạo thầm than, quỷ y cũng nhúng tay vào, không biết là phúc hay họa. Nưu Hữu đạo mời lão Bát uống trà, nói vài câu đã vất vả. Chờ lão Bát rời đi như Hữu đạo hỏi quản phương nghi, "Bà biết nhiều tin tức, vậy có tin đặc biệt gì về quỷ y không?" như Hữu đạo muốn cố gắng nắm giữ chút thông tin thì mới chuẩn bị tâm lý quản phương nghi ngồi bắc chéo chân phẩy quạt tròn nói người này xuất quỷ nhập thần ta làm gì có tin tức của hắn giới tu hành có một số tin đồn bóng gió về quỷ y người bình thường muốn tìm cũng khó a à, năm xưa ta nghe có người nói một câu bảo quỷ y có lẽ là người của ma giáo Như hữu đạo kinh ngạc hỏi ma giáo là thế nào quản phương nghi nói nói là người ta tìm đến quỷ y thì khó chỉ có thánh nữ đời trước của ma giáo dễ dàng tìm ra nói là quỷ y răm rắp nghe theo thánh nữ quỷ y nợ nhân tình của thánh nữ nên tham gia vào ma giáo. sau khi thánh nữ chết quỷ y rời khỏi ma giáo. hết rồi, ta cũng không biết mấy lời này là thật hay giả, người kể cũng nghe từ chỗ khác. thánh nữ, Nghiêu hữu đạo hỏi, thánh nữ đời trước của ma giáo là thánh nữ dây dưa với triệu hùng ca. quản phương nghi hơi giật mình sau đó cười khúc khích, quên mất người đi ra từ thượng thanh tông. đúng rồi, là đồ bỏ triệu hùng ca của thượng thanh tông nhúng chàm thánh nữ ma giáo. Về bối phận thì Triệu Hùng Ca là sư thúc của ngươi nhỉ? Nếu ta nghe đồn đúng thì Triệu Hùng Ca rất có thể quen quỷ y, hay ngươi tìm Triệu Hùng Ca thăm dò nghe ngóng thử? Chắc chắn chính xác hơn là hỏi ta, Nghiêu Hữu Đạo bưng trà lên uống, không hỏi, hắn không thích người ta gắn hắn với Thượng Thanh Tông. Quản Phương Nghi không chịu bỏ qua, ta nói này đạo gia, lão bát nhà chúng ta vì chuyện của ngươi mà đến Kim Châu làm con tin, suýt nữa chết như thế nào cũng không biết. Giờ người đã trở lại, ta có nên cho người ta một lời giải thích không? Trên người tiêu thiên trấn che giấu bí mật gì? Nghiêu hữu đạo liếc quản phương nghi, có một số việc không cần giải thích, bà biết cũng không dám nói cho hắn. Quản phương nghi cười phá lên, chỉ xem người có thành ý không, còn nói với người ta hay không là chuyện của ta. Nghiêu hữu đạo nghiền ngẫm nhìn bà, bà thật sự muốn biết, biểu tình của nghiêu hữu đạo làm quản phương nghi như ngồi trên trông, cảm giác đối phương không có ý tốt nhưng bà không kiềm được tò mò. Quản phương nghi dứt khoát nói, Muốn, lần này Như Hữu đạo thành thật giải đáp, Tiêu Thiên Chấn mắc phải bệnh khó chữa thiên âm tổn mạch. Cái đó không cần ngươi nói ta cũng biết, bà biết, bệnh nan y của Tiêu Thiên Chấn thật ra do ta chữa khỏi. Ngươi, ngươi có năng lực đó? Không đúng, chuyện này liên quan gì đến chuyện lòng vòng kia? Ta trộm ít vật từ băng tuyết các trị bệnh cho Tiêu Thiên Chấn. Quản Phương nghi lặng im, tái mặt, dường như hiểu ra điều gì, bà đứng bật dậy đi thẳng. Quản Phương nghi la lớn, Hứa lão lục mau gói ghém đồ đạc đi ngay sông lớn hồ sâu vùng bỏ hoang hoang tàn đường lớn đường nhỏ mặt trời mọc rồi lại lặn núi lớn trường tồn tiếng vó ngựa vang lên trên con đường lớn thỉnh thoảng còn sen lẫn tiếng chửi của quản phương nhi kẻ bị chửi cũng không để ý lắm thỉnh thoảng còn mỉm cười nữa thế nhưng viên cương lại rất khó chịu thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt lạnh lẽo liếc qua cuối cùng thì quản phương nhi vẫn đi thế nhưng là đi theo nghiêu hữu đạo mà thôi một nhóm này cũng không nhiều người chỉ có 10 người cưỡi ngựa đi mà thôi. Viên Phương không tham dự vào đoàn đi tới Nam Châu nên có vẻ hơi thất vọng, vào lúc này lại nghe nói nhiều hữu đạo muốn đi xa tiếp nên mặt dày theo tới. Còn công tôn bố lại không sai người đi theo nữa. Công tôn bố nghe theo ý kiến của Ngưu Hữu Đạo rồi mở rộng mạng lưới tình báo, chuyện phải làm cũng dần dần nhiều hơn, cũng không thích hợp chạy nhảy khắp nơi nữa. Chuyến đi nước tống lần này cũng không cần thiết mang theo người của Ngũ Lương Sơn, bởi vì lúc bình thường thì Viên Cương và Quản Phương Nhi cũng tham gia mạng lưới tình báo của Ngũ Lương Sơn, vẫn biết cách liên lạc với thám tử bên nước Tống. Đi tới một đoạn đường núi, mấy người chậm chậm dừng ngựa lại, đứng một chỗ giao lộ với đường lên núi, đó chính là đường đi tới thôn nhỏ cũ. chương 651, gặp lại Triệu Hùng Ca. Nhiêu hữu Đạo và Viên Cương nhìn xung quanh một lượt, đã mấy năm rồi chưa trở lại, khi thấy cảnh vật xung quanh thì rất bùi ngùi. Nhiêu Lâm, Viên Hỏa và Nhiêu Sơn đi ra ngoài, chắp tay từ biệt, đạo ra, chúng ta đi. Nưu Hữu đạo gật đầu rồi cười nói, thay ta hỏi thăm sức khỏe bà con. như Lâm không nhịn được, hỏi lại, đạo ra, ngài thật sự không trở lại nhìn chút hay sao? Phòng cũ của các ngài vẫn ở nơi cũ, như Lâm suýt chút nữa còn lôi cả mộ tổ ra nói rồi. Ánh mắt của quản phương nghi sáng lên, nhìn ra xung quanh bằng ánh mắt tò mò, bà ta thật sự muốn đi nhìn cái thôn nhỏ này một chút, để xem tới cùng là nơi nào mới có thể nuôi dưỡng được một tên quái thai như như Hữu đạo chẳng những nghiêu hữu đạo mà ngay cả viên cương cũng vậy mặc dù không hợp với hắn ta thế nhưng bà ta vẫn biết được viên cương rất không đơn giản một thôn nhỏ lại có thể nuôi dưỡng được hai nhân vật như vậy làm sao không để bà ta cảm thấy tò mò được đừng nói là bà ta ngay cả mấy người trần bá cũng nhìn chằm chằm vào cái thôn nhỏ ở phía cuối đường kia nghiêu hữu đạo chỉ cười không nói có vài vấn đề không cần thiết trả lời viên cương quát đừng nói nhiều ba người nghiêu lâm thấy vậy thì không nói gì nữa chắp tay rồi quay đầu ngựa, đi thẳng lên đường núi. Nghiêu hữu đạo nghiêng đầu nhìn qua viên cương, người không trở lại nhìn chút hay sao? Viên cương không trả lời mà dùng hai chân đạp nhẹ bụng ngựa, dẫn đầu đi về phía trước. Nghiêu hữu đạo dục ngựa đuổi theo, một nhóm người lại tiếp tục lên đường. Từ quận Thanh Sơn tới nước Tề là phải qua thành Trường Bình, sau khi gặp phải một vài chuyện, nhất là sau khi chết hơn 30 người huynh đệ thì viên cương mới hiểu được tại sao khi trước nghiêu hữu đạo lại để hắn ta chuyển tới phía sau màn. Cũng giống như nghiêu hữu đạo đối xử với hắn ta lúc trước vậy, hiện tại hắn ta cũng đã cảm giác được khoảng cách giữa mình và mấy người huynh đệ khá xa, một vài chuyện nguy hiểm, hắn ta có thể vượt qua, thế nhưng những huynh đệ khác nếu cùng sông lên theo thì chắc chắn phải chết. Tới đây hắn ta mới hiểu, phương thức tư duy của mình và nghiêu hữu đạo khác biệt với các huynh đệ ở đây, tiếp tục huấn luyện các huynh đệ cũng không còn ý nghĩa. Chủ yếu đó là giá trị quan khác biệt quá lớn, hắn ta và nghiêu hữu đạo có thể đi đây đi đó, bốn biển là nhà, thế nhưng những huynh đệ khác lại có quan niệm phải thành ra lập nghiệp, để nhiều người như vậy đều đi theo hai người trải qua cuộc sống như họ thì cũng không tốt. Cộng thêm lần trước đã cứu thoát được Thương Chiêu Tông, sau đó Thương Chiêu Tông lại rất tán thưởng huynh đệ của mình, mà hiện tại Thương Chiêu Tông cũng có được toàn bộ Nam Châu, đang trong thời kỳ cần dùng người rất gấp. Thế là viên cương thuận tiện giao huynh đệ của mình cho Thương Chiêu Tông, để các huynh đệ có thể nở mày nở mặt. Viên cương buông tay, lần này, ba người như lâm trở về, chuẩn bị rời toàn bộ người của thông nhỏ đi nam châu rất lớn luôn có chỗ cho họ dung thân có được cuộc sống mới tốt hơn hiện tại thực ra Nhiêu hữu đạo cũng không hy vọng người trong thôn rời bỏ nơi đó hắn thật sự không cho rằng người của thôn nhỏ rời khỏi nơi đó sẽ có cuộc sống tốt hơn thế nhưng mấy người như lâm cho rằng như vậy là tốt hơn có lẽ những người dân trong thôn cũng nghĩ như họ cho nên Nhiêu hữu đạo cũng không phản đối con người đều có lựa chọn của riêng mình hắn sẽ không miễn cưỡng những người này còn tại sao lần này lại mang theo viên cương mà không để viên cương tới phía sau màn đó chính là viên cương đã chứng minh được thực lực của mình có thể chiến đấu với tu sĩ kim đan kỳ rồi sơn thủy giao nhau đưa ánh mắt về nơi xa xa thì thấy có một nơi thật sự là trung linh dục tú trung linh dục tú nơi linh thiên sinh ra hiện tại. những nơi phải đi qua trên đường đều đã được quản phương nhi thăm dò trước rồi bà ta chỉ vào nơi đó mà nói đạo ra, nơi đó chính là thượng thanh tông đúng không như hữu đạo ừ núi vẫn là núi đó nước vẫn là nước kia, khi một nhóm người này lao vụt qua nơi đây thì quản phương nghi lại hỏi, đạo gia, ngài không tới nhìn một lần sao? Nghiêu hiểu đạo không trả lời, nhìn cũng không liếc qua chút nào, lao đi như một cơn gió. Bắc Châu, có mấy con ngựa phi nhanh ở trên đường lớn, đường nghi và tô phá đi phía trước, phía sau có mấy đệ tử của Thượng Thanh Tông theo sát. Trong khu vực Bắc Châu có yêu nghiệt quấy phá, một nhóm người này nhận được lệnh của Thiệu Bình Ba tới để diệt trừ yêu quái, sau khi hoàn thành thì trở về báo cáo hiện tại thượng thanh tông cũng chỉ có thể làm vài việc còn con này mà thôi giống nơi rừng núi xa xa truyền ra một tiếng gầm giận dữ làm cho mấy con ngựa của họ cảm thấy sợ hãi mà không thể điều khiển được mấy người vội vàng khống chế lại ngựa rồi nhìn về phía tiếng gầm truyền tới với vẻ nghi ngờ tiếng gầm này có vẻ không giống như tiếng gầm của thú dữ mà nó hơi kỳ lạ hình như là hơi quen quen kim mau hống tô phá nhớ lại chút rồi nói sư thúc đường nhi cũng nói ra gần như cùng thời điểm tô phá nói vậy trong nháy mắt, sắc mặt Đường Nghi mừng rỡ, bay lên từ trên lưng ngựa rồi lướt tới khu rừng. Tô Phá lập tức ra hiệu hai tên đệ tử trông coi ngựa, rồi dẫn những người khác đi theo, cũng không thể để trưởng môn đi một mình được. Thế nhưng Đường Nghi lại không đồng ý, đứng trên ngọn cây rồi ngăn cản những người đang đuổi tới, "Tô trưởng lão, sư thúc không muốn gặp người của Thượng Thanh Tông, chỉ cần để ta một mình đi tới là được rồi." "Thật sự là như vậy nên Tô Phá nói, "Trưởng môn hãy cẩn thận, nếu có điều gì kỳ lạ thì hãy phát ra cảnh báo." Đường Nhi gật đầu, rồi bay tới chỗ tiếng gầm truyền tới, thật sự nóng lòng đi gặp mặt chủ nhân của Kim Mao Hống. Những năm qua, tình cảnh của Thượng Thanh Tông làm nàng rất lo lắng, thế nhưng vẫn luôn không tìm ra con đường thoát nào cả. Lại thật sự không ngờ nghe được tiếng của Kim Mao Hống ở đây, nàng rất muốn gặp chủ nhân của Kim Mao Hống, mong người đó nhớ tình xưa mà ra tay giúp đỡ. Trong con suối chảy từ khe núi, có một con thú có màu lông vàng kim, giống sư tử nhưng không phải sư tử, đang bắt cá, sau khi bắt được thì nhét luôn vào miệng mà nhai. Ở trên một bãi đá cuội bên cạnh có một người đàn ông nhếch nhác nằm xuống, dùng một tay gối đầu, tay còn lại cầm một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng lại rót vào trong miệng một hớp. Đường Nhi bay từ trên trời xuống, váy áo bồng bềnh như tiên tử, rơi trên bãi đá cuội. Động tác của Kim Mao Hống dừng lại, quay đầu nhìn lại, sau đó lại chơi đùa trong con suối tiếp. Sư thúc, Đường Nhi chắc tay chào, Triệu Hùng ca nức cụt, sau đó mở đôi mắt say lờ đờ của mình ra, nhìn một lúc rồi nói với giọng bất ngờ là nha đầu con sao. Cũng đừng gọi bậy, ta cũng không phải sư thúc của con. Mà tại sao con tìm được tới nơi đây? Đường Nhi có vẻ cảm thấy khi đứng thì nói chuyện không tiệt, cho nên nàng khoanh chân ngồi xuống, vừa rồi đi qua nơi đây, trong lúc vô tình lại nghe được tiếng của Kim Mao Hống thì chạy tới xem xét, thật sự là sư thúc ngài nha. Triệu Hùng ca tiện tay cầm lên một viên đá cuội, ném vào Kim Mao Hống, kêu cái gì mà kêu. Kim Mao Hống cũng không quay đầu lại, dùng cái đuôi của mình đập ra, trong nháy mắt đập nát viên đá cội đang bay tới. Khi thấy cảnh tượng này thì đường nghi hơi kinh ngạc, thật sự không nghĩ tới cái đuôi của kim mau hống chỉ tùy tiện vẩy ra cũng mạnh như vậy, thật sự không trách nó có thể trở thành vật cưới của thánh nữ ma giáo. Triệu hùng cao ôm hồ lô rượu rồi ngồi dậy, phun ra một hơi rồi nói con ngồi nơi đây làm gì. Người cũng đã gặp, hãy trở về đi, đừng quấy rầy ta. Đường nghi chắp tay, sư thúc, hiện tại thượng thanh tông đang trong tình trạng nguy cấp, đệ tử vô dụng, Xin Sư Thúc nghĩ lại tình cảm với sư tổ mà giúp đỡ Thượng Thanh Tông đi. Triệu Hùng ca, chuyện của Thượng Thanh Tông không liên quan tới ta. Vừa nói ông vừa đổ rượu vào miệng. Chương 652, lòng người thay đổi một. Đường Nghi Cầu xin, sư Thúc, nếu cứ như thế này thì Thượng Thanh Tông sẽ sụp đổ mất, chẳng lẽ sư Thúc nhẫn tâm mà nhìn Thượng Thanh Tông diệt môn hay sao? Triệu Hùng ca trầm chậm nói, con nói chuyện này với một người ngoài như ta làm cái gì? thượng thanh tông cũng không phải là không có người tài giỏi cũng không cần một người ngoài như ta lo lắng đường nghi cười khổ nhân tài của thượng thanh tông đã không còn làm gì có người tài giỏi chứ nếu như có người tài giỏi thì làm sao có thể để thượng thanh tông suy tàn như hôm nay sư thúc triệu hùng ca cắt đứt lời nói của nàng như hữu đạo thật sự khá tài giỏi có vài chuyện ngay cả ở yêu ma lĩnh như ta vẫn biết được kẻ có thủ đoạn lật tay làm mây trở tay làm mưa như hắn thì chỉ một cái thượng thanh tông nho nhỏ, nhỏ hắn muốn giúp thì sẽ rất dễ dàng để Thượng Thanh Tông phát triển. Ai, Đông Quách Hạo Nhiên có ánh mắt rất tốt, thu được một người đồ đệ tốt. Nhà đầu nhà ngươi, người một nhà thì không cần, lại nhải với ta làm cái gì. Ta là loại người rảnh rỗi như vậy sao? Nghe nói như vậy thì đường nghi cay đắng mà nói, sư thúc, ngài cũng không phải không biết, như hữu đạo đã bị đuổi khỏi sư môn rồi. Triệu Hùng ca có vẻ như đã quên, có chuyện này sao? Đường nghi, đệ tử cũng đã từng tìm hắn ta, Thế nhưng hắn lại thể phân rõ ranh giới với Thượng Thanh Tông. Ta còn nhường cả chức trưởng môn mà hắn vẫn không chịu trở lại. Tuổi mặc dù không lớn, thế nhưng cũng rất ương bướng đây. Triệu Hùng ca nhủ thầm, rồi liếc mắt nhìn nàng mà nói, nếu ta nhớ không lầm thì con và hắn là vợ chồng đã bái đường thành thân đúng không? Nếu tình đồng môn đã không có thì vẫn còn tình vợ chồng mà, chồng giúp vợ là chuyện đương nhiên, vợ tới cầu xin chồng mình cũng không có gì mất mặt cả, còn hãy đi cầu xin hắn đi nếu ngay cả chuyện này mà cũng không muốn chính mình cũng không muốn tự cứu mình lại muốn nhờ một người ngoài hay sao sau khi nói xong thì triệu hùng ca nhảy tới trên lưng kim mao hống grao kim mao hống ngửa mặt gào lên rồi chuẩn bị phóng đi đường nhi vội vàng đứng lên hét lớn sư thúc chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn thượng thanh tông diệt môn hay sao nhà đầu nhớ kỹ nếu như ta có năng lực vậy thì những năm đó sẽ không có kết quả thê thảm vậy một môn phái muốn đứng sừng sướng giữa tu chân giới đầy ân oán lợi ích kia thì chỉ dựa vào một người mạnh mẽ là vô dụng. Võ lực của một người mạnh mẽ cũng chỉ có thể bảo vệ môn phái trong thời gian ngắn, muốn dẫn dắt một môn phái phát triển thì cần một người có đầu óc sáng suốt và tài giỏi. Triệu Hùng ca vừa nói vừa đổ rượu vào miệng, sau đó ở một tiếng rồi nói tiếp, những năm qua, sự thật đã chứng minh như hữu đạo thật sự có tài năng về phương diện đó, có thể yên tâm mà sử dụng. Ta cũng nghe nói nhiều hữu đạo đang định đi tới nước tống, mục đích của hắn là vạn thú môn. Nhà đầu, nếu thật sự muốn Thượng Thanh Tông phát triển, thì hãy đi tìm hắn đi. Sau khi nói xong thì Kim mau hống phóng nhanh đi, làm nước bắn lên tung tóe. Sư thúc, đường nhi hét lớn, thế nhưng bóng người đang đi về phía xa cũng không quay đầu lại, làm nàng rất thất vọng. Sau đó nàng lại trầm tư suy nghĩ, suy nghĩ về những lời của Triệu Hùng ca vừa nói, chẳng lẽ mình thật sự phải đi tìm Nhiêu Hữu Đạo sao? Chuyện này thật sự làm nàng cảm thấy lúng túng, nàng vẫn có thể nhớ rõ cảnh tượng lúc bái thiên địa, cũng có thể nhớ tới sự miến cưỡng của nàng tại đêm động phòng hoa trúc, càng nhớ rõ mấy năm liền giam lỏng như hữu đạo tại một nơi, mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng thế nhưng mấy năm đó cũng không gặp nhau quá 10 lần. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, thiếu niên nhu thuận kia lại là rồng trốn tại vũng nước sâu, khi không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì khiến cả thiên hạ phải kinh ngạc. Thiếu niên rời núi, thoát khỏi trói buộc, rồi sau đó cuộc hành trình của hắn đã xuất hiện rất nhiều chuyện gây chấn động, đủ mọi loại sự tích của hắn truyền đi khắp nơi. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành một nhân vật có lực ảnh hưởng tới cả một phương chư hầu, chỉ là Thượng Thanh Tông nho nhỏ, đã không thể vào mắt của người ta. Nếu sớm biết như vậy, năm đó Thượng Thanh Tông làm sao lại đối xử với người nhà như vậy chứ? Nàng cũng biết, người của Thượng Thanh Tông vẫn luôn lặng lẽ quan tâm hành động của người kia, đều tưởng tượng nếu như có người đó thì Thượng Thanh Tông hiện tại sẽ ra sao, rồi nhìn lại tình cảnh hiện tại của bản thân thì cảm thấy rất xa xót. Chuyện năm đó ép người ta chuyển lại trước trưởng môn Thượng Thanh Tông cũng đã trở thành tâm bệnh của toàn bộ Thượng Thanh Tông. Rõ ràng là đã đuổi người ta ra khỏi Thượng Thanh Tông, thế nhưng người của Thượng Thanh Tông lại có cảm xúc khó tả, giống như vẫn coi Nghiêu Hữu Đạo là người một nhà vậy. Mà nàng và Nghiêu Hữu Đạo lại có danh nghĩa vợ chồng, làm cho rất nhiều người mong chờ ngày nào đó Nghiêu Hữu Đạo vì đó mà trở lại. Nàng hiểu ý của mọi người, nếu như sau khi đuổi Nghiêu Hữu Đạo khỏi Thượng Thanh Tông mà Nghiêu Hữu Đạo trở thành một tên rác rưởi thì mọi người đã quên Nghiêu Hữu Đạo từ lâu rồi. Thế nhưng thiếu niên bị giam lỏng trong đào hoa nguyên kia đã dùng thực lực của bản thân để chứng minh mình thực sự không quan tâm tới cái chức trưởng môn nho nhỏ kia, dùng thực lực bản thân để chứng minh hắn rời khỏi Thượng Thanh Tông cũng chả sao cả. Đường nghi đứng lặng ở bờ suối, rồi cười một cách cay đắng, ánh mắt lại nhìn về phía triệu hùng ca vừa rời khỏi. Còn hỏi nàng làm sao có thể tìm tới ông sao, nàng cũng không ngốc, đây chính là ý của triệu hùng ca, cố ý muốn dẫn mình tới đây để chỉ dẫn cho mình. Người sư thúc kia thoạt nhìn thì khá tuyệt tình, có vẻ như muốn xóa sạch quan hệ với Thượng Thanh Tông, thế nhưng thực sự thì vẫn chú ý tới Thượng Thanh Tông, chỉ cần người sư thúc này không ngồi nhìn Thượng Thanh Tông biến mất thì nàng còn có gì phải sợ đây. Sau khi nghĩ rõ ràng thì Đường Nhi bỗng nhiên có được sự dũng cảm để đối mặt với mọi khó khăn. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi hoang mang, tại sao những người tuân thủ quy củ và ở lại Thượng Thanh Tông lại không thể cứu giúp Thượng Thanh Tông, mà những người bị Thượng Thanh Tông vứt bỏ lại có thể, ví dụ như Triệu Hùng Ca hoặc là Ngưu Hữu Đạo? mang theo sự suy tư, đường nhi bay trở lại nơi mấy người tô phá đang chờ. Hai bên gặp nhau trên ngọn cây, tô phá quan sát về phía xa xa rồi hỏi, trưởng môn, gặp được rồi sao? Đường nhi gật đầu, nói, đi thôi. Một nhóm người lại bay trở về, thỉnh thoảng tô phá còn quay đầu lại quan sát. Sau khi trở lại đường lớn thì họ lại tiếp tục lên đường. Nơi này cách phủ thành Bắc Châu không xa, chỉ cần một canh giờ nữa thì nhóm người này có thể vào thành. Trong tình huống bình thường, Họ phải đi tới phủ thứ sử báo cáo với Thiệu Bình Ba, thế nhưng làm cho Tô Phá nghi ngờ đó chính là đường nghi lại dẫn đám người mình trở về phủ đệ của Thượng Thanh Tông trong phủ thành. Sau khi phóng ngựa vào cửa hông, nhảy xuống ngựa thì Đường Nghi vừa đi vừa sai bảo, triệu tập mấy trưởng lão và đệ tử quản sự tới chính đường họp. Tô Phá hơi ngơ ngác, ông ta cũng là trưởng lão nên ông đương nhiên là đi theo Đường Nghi. Hai người tới chính đường chờ đợi không lâu, hai trưởng lão còn lại là La Nguyên Công và Đường Tố Tố cũng đi vào. Sau đó hơn 10 đệ tử quản sự bao gồm cả Ngụy Đa cũng đi vào bên trong. Ngoại trừ những người đang trực thì mọi người đã tới đông đủ, La Nguyên Công nói trước, trưởng môn vừa trở về đã vội vàng tập trung mọi người lại, không biết cần làm gì. Yên lặng một lát thì Đường Nghi lấy lại tinh thần, đảo qua đám người ở đây rồi nói, "Ta chuẩn bị triệu tập toàn bộ môn phái đi tới Vạn Thú môn tại nước Tống, ý kiến của mọi người như nào?" Sau khi nghe xong thì mọi người đều nhìn nhau, cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. La Nguyên Công và Đường Tố Tố đều nhìn về phía Tô Phá như muốn hỏi thăm xem tình hình hiện tại là như nào, tại sao chỉ ra ngoài một chuyến mà trưởng môn lại có quyết định này. Chương 653, lòng người thay đổi hai. Thực ra thì Tô Phá cũng không biết tại sao nên không thể trả lời được, ông hoài nghi có lẽ chuyện này có liên quan tới Triệu Hùng ca. Ngay trước mặt Đường Tố Tố, ông cũng không dám nhắc tới Triệu Hùng ca, nếu không Đường Tố Tố sẽ nghĩ lại về cái chết của chồng và con trai mình mà phát điên lên mất. Đường tố tố nghi ngờ hỏi, trưởng môn nói là toàn bộ môn phái ta đều đi. Đường nghi gật đầu, la nguyên công bổ sung một câu, nghe nói vạn thú môn sắp tổ chức, hội linh thú, trưởng môn muốn đi dự hội linh thú hay sao? Nếu như vậy cũng không cần đưa toàn bộ môn phái đi cùng chứ. Đường nghi nói thẳng, không phải chúng ta muốn tham dự hội linh thú, mà là muốn đi gặp Ngưu Hữu Đạo. Ta vừa nhận được tin tức rằng Ngưu Hữu Đạo đang đi tới vạn thú môn tại nước Tống, lần này đi tới có lẽ sẽ gặp được hắn. Đám người ngạc nhiên, cũng đã hiểu ý của nàng, mọi người đều kinh ngạc mà yên tĩnh lại. Đường tố tố sầm mặt lại, nói trưởng môn còn muốn kéo nghiêu hữu đạo trở lại thượng thanh tông hay sao? Đường nghi, đúng vậy, ta đang có ý này, vì thể hiện thành ý nên ta sẽ mang theo toàn bộ môn phái đi mời. Đường tố tố tức giận nói, trưởng môn, thái độ của cái tên kia thì người cũng rõ ràng, làm gì còn muốn lao đầu tới. Dù gì thì năm đó Thượng Thanh Tông cũng là môn phái lớn nhất của nước Yến, đường đường là trưởng môn của Thượng Thanh Tông, người làm sao phải làm những chuyện khiến người ta coi thường như này chứ? Đường Nhi hỏi lại, trưởng lão làm gì phải tự dối gạt mình chứ? Lưu Tiên Tông, Phú Vân Tông và Linh Tú Sơn, cả ba môn phái đều mạnh hơn Thượng Thanh Tông hiện tại. Mà ba phái đó đều nghe lệnh của Ngưu Hữu Đạo, tại sao Thượng Thanh Tông lại bị coi thường chứ? Đường Tố Tố tức giận nói, đã bị đuổi khỏi sư môn rồi, làm sao có thể mời trở về lại nữa chứ? Đường Nhi, đường trưởng lão, ngài phải rõ ràng rằng, Ngưu Hữu Đạo cũng không bị đuổi khỏi Thượng Thanh Tông, kể cả đối nội lẫn đối ngoại thì Thượng Thanh Tông đều chưa bao giờ công khai tin tức này, Nưu Hữu Đạo vẫn là đệ tử của Thượng Thanh Tông. Đường Tố Tố, thế nhưng chính hắn đã công khai thoát khỏi Thượng Thanh Tông rồi. Tô Phá bỗng nhiên chen miệng vào, "Đường trưởng lão, hắn công khai thoát khỏi Thượng Thanh Tông là bởi vì khi trước có người muốn giết hắn." Tô Phá ám chỉ lúc trước Đường Tố Tố sai người ám sát Nưu Hữu Đạo, làm sắc mặt Đường Tố Tố đỏ lên, sau đó bà cãi lại, "Lúc trước ai không coi trọng Thương Chiêu Tông, rồi coi Nưu Hữu Đạo như rác rưởi vứt cho Thương Chiêu Tông." tất cả mọi người đều quyết định vậy ai cũng mong hắn chết sớm hiện tại người ta lợi hại rồi thì tất cả trách nhiệm đều thuộc về ta đúng không sau khi nghe được lời này thì đám người yên lặng không nói thêm được cái gì bởi vì đường tố tố nói là sự thật mặc dù ban đầu chính đường tố tố là người nghĩ ra cái cách này đường nhi bỏ qua đề tài này không nhìn tới sự tức giận của đường tố tố rồi nói đồng ý đi tìm ngưu hữu đạo hãy giơ tay lên ngụy đa là người đầu tiên giơ tay y có vẻ kích động lắm Y không nghĩ tới cuối cùng thì Đường Nghi cũng nghĩ thông, trong mắt y, y vẫn cho rằng Nưu Hữu Đạo mới là trưởng môn của Thượng Thanh Tông, luôn mong muốn đi tìm Nưu Hữu Đạo, cũng mong chờ Nưu Hữu Đạo trở lại Thượng Thanh Tông. Đám người quan sát một lát, cũng không ai dám dẫn đầu giơ tay lên. Về phần Ngụy Đa thì không tính, thái độ của Ngụy Đa từ đầu đã như vậy, cho dù đối mặt với áp lực lớn hơn nữa thì thái độ đều chưa từng thay đổi, cho nên mọi người không coi Ngụy Đa như người dẫn đầu bày tỏ thái độ. Tô Phá chậm chạp giơ tay lên đường tố tố nhìn chằm chằm vào tô phá tô phá không quan tâm tới phản ứng của bà ta sắc mặt ông bình tĩnh mà nhìn về phía la nguyên công dùng ánh mắt ra hiệu ông ta đồng ý la nguyên công hiểu ý cười khổ mặc dù là ông cũng cảm thấy không thoải mái mặc kệ hiện tại thượng thanh tông suy sụp như thế nào thế nhưng dù sao thượng thanh tông cũng đã từng là môn phái lớn nhất nước yến làm trưởng lão của thượng thanh tông đương nhiên sẽ cảm thấy vinh quang và kiêu ngạo thế nhưng ông vẫn phải tiếp nhận sự thật tình cảnh bết bát mấy năm nay làm cho lòng kiêu ngạo của ông bị mài sạch sẽ, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì Thượng Thanh Tông thật sự sẽ sụp đổ. Thế nhưng ông vẫn hỏi một câu, trưởng môn, nếu chúng ta đi tìm hắn, thì hắn có thể trở về sao? Đường nhi, kể cả không thành công thì vẫn phải đi. Triệu hùng ca xuất hiện làm cho lòng dũng cảm của đường nhi tăng cao, có người sư thúc kia ở phía sau, cho nàng lòng tin để cố gắng. La Nguyên công im lặng một lát rồi thở dài, chậm rãi giơ tay lên. Hai trưởng lão đã giơ tay lên rồi, đồ hắn cũng lập tức giơ tay lên, sau đó có hơn 10 đệ tử quản sự cũng lần lượt nhấc tay lên. Khi mỗi một đệ tử quản sự giơ tay lên thì đường tố tố đều chừng mắt nhìn, thế nhưng không ai để tay xuống cả, không ai sợ hãi bà ta, vẫn giữ nguyên như cũ. Trong chính đường, chỉ còn mỗi đường tố tố là không nhấc tay, còn những người còn lại đều đồng ý làm đường tố tố hận tới nghiến răng. Đường nghi quyết định, tốt, quyết định như vậy, đợi tới khi ta trở về từ phủ thứ sử thì lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi Bắc Châu rõ ngụy đa là người đầu tiên đồng ý rõ một đám đệ tử cũng cùng nhau đáp chỉ có đường tố tố là không nói gì tất cả mọi người đều đồng ý chỉ có mỗi mình bà là không đồng ý bà ta biết mình nói thêm cái gì cũng không có tác dụng bắt bà đi cầu xin một tên khi trước bà không để vào mắt làm bà ta rất khó chịu ánh mắt của đường nghi đảo qua mọi người mà cảm thấy hơi đau khổ bởi vì nàng phát hiện những đệ tử quản sự kia lại hơi hưng phấn làm nàng phải tự hỏi lại mình mình vô dụng như thế nào để đệ tử trong môn phái lại khát vọng có thể liên lạc lại với người đã bị đuổi khỏi môn phái kia. Nàng không nghĩ tới, như hiểu đạo lại có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở trong Thượng Thanh Tông, chỉ mới nói đi tìm hắn trở lại cũng đã có thể ngưng tụ lòng người đang tan dã rồi. Một người bị cả môn phái liên thủ cướp đoạt chức trưởng môn, bị đuổi ra khỏi Thượng Thanh Tông, thế mà lại có sức ảnh hưởng lớn tới Thượng Thanh Tông như vậy. Hiện tại đường nghi mới hiểu, như hiểu đạo rất dễ dàng có thể lấy lại chức trưởng môn của Thượng Thanh Tông, chỉ cần Ngưu Hữu Đạo trở về nói một tiếng ta muốn làm trưởng môn, thì nàng sẽ bị phần lớn người ép từ trước mà thôi. Thật sự là không nghĩ tới, đệ tử của Thượng Thanh Tông mong chờ Ngưu Hữu Đạo trở về từ lâu lắm rồi. Tới tận lúc ra bên ngoài phủ đệ thì Đường Nhi mới lấy lại tinh thần, bắt đầu lo lắng tới chuyện khác. Lòng người thay đổi, đệ tử trong môn phái giải quyết rất dễ dàng, thế nhưng muốn để cho Thiệu Bình Ba đồng ý thực sự là không dễ. Nếu Thiệu Bình Ba không cho đi thì toàn bộ Thượng Thanh Tông không thể rời khỏi Bắc Châu được nàng cứ nghĩ như vậy rồi đi tới phủ thứ sử ở bên ngoài chính đường chờ một lát thiệu bình ba mỉm cười đi ra đưa tay ra mời đường nhi tới đình nghỉ chân trong đình viện sau khi hai bên ngồi xuống thì hạ nhân dân trà lên đường nhi bẩm báo đại công tử chúng ta đã chém giết hai tiểu yêu kia hiện tại tới để báo cáo thiệu bình ba ra hiệu dùng trà rồi cười nói ta cũng đã nhận được bản tấu của huyện đó rồi nàng lại tự mình dẫn người tới thật sự vất vả không có gì đây đều là chuyện chúng ta phải làm đường nhi cũng đáp lại với vẻ khách khí sau khi đối đáp vài câu thiệu bình ba phát hiện được sắc mặt của đường nhi hơi khác thường hỏi thử có phải là nàng có chuyện gì đó muốn nói với ta không đường nhi hơi nghiêm túc nói một cách bình tĩnh những năm qua cũng may được đại công tử tiếp nhận và chăm sóc mà thượng thanh tông chỉ có thể ngồi không ăn bám thật sự quá xấu hổ cứ tiếp tục như vậy thật sự là không còn mặt mũi khi nhìn tới các tổ sư của thượng thanh tông cũng thẹn với lòng tốt của đại công tử chương 654, bái sư, mặt ngoài thì nàng rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của nàng lại hơi khẩn trương, cũng không biết tại sao trong mấy năm nay, một người tu sĩ như nàng lại sợ một người phàm như Thiệu Bình Ba. Nàng luôn lo lắng nếu như Thiệu Bình Ba không cho đi thì nàng phải làm sao. Ánh mắt của Thiệu Bình Ba hơi chấp lẽ, cũng đã đoán được nàng định nói cái gì nên cười nói, ngắt lời đường nghi, chỉ cần Thượng Thanh Tông tiếp tục ở lại thì đó chính là báo đáp lớn nhất đối với ta rồi. Trước mắt vẫn để Thượng Thanh Tông oan ức chút, thế nhưng ta cũng có được kế hoạch lâu dài sau đó có nhiều nơi vẫn cần tới thượng thanh tông ta cam đoan với nàng tới lúc đó thượng thanh tông sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện tình hình bết bát trước mắt của thượng thanh tông tất nhiên cũng có một phần do đại thiện sơn thế nhưng cũng có một phần do thiệu bình ba tạo áp lực nữa y còn muốn đẩy thượng thanh tông vào trong tuyệt cảnh muốn ép đường nhi phải gả cho mình chỉ là do thượng thanh tông không cảm nhận được sự ác ý từ y chỉ cho rằng đại thiện sơn tạo thành mà thôi y cũng sẽ không lộ ra ác ý làm cho đường nhi phản cảm những điều xấu hãy cứ để cho Đại Thiện Sơn gánh đi. Y sẽ không để Đường Nghi và Thượng Thanh Tông rời khỏi, bởi vì Y chắc chắn Triệu Hùng ca còn không bỏ được Thượng Thanh Tông. Đường Nghi im lặng một lát, nếu như lúc trước nghe được lời này thì khi suy nghĩ tới Thượng Thanh Tông không biết nên đi đâu thì có lẽ nàng sẽ hỏi thăm kế hoạch đó là gì và những chuyện có lợi đối với Thượng Thanh Tông. Thế nhưng sau khi gặp được Triệu Hùng ca, được ông chỉ cho một con đường đi thì nàng đã quyết tâm, sẽ không ở lại mà chờ đợi tương lai mở mịt nữa. Đường Nhi từ chối cảm ơn ý tốt của Đại Công Tử, thế nhưng đây lại là quyết định của toàn bộ Thượng Thanh Tông, hôm nay tới đây để chào từ biệt Đại Công Tử. Thiệu Bình Ba không nói về chuyện từ biệt mà mỉm cười nói, nếu chuyện này là do toàn bộ Thượng Thanh Tông quyết định thì hãy để ta gặp mặt các vị Pháp Sư một lần, chuyện thuyết phục họ hãy giao cho ta, chuyện này sẽ không để nàng phải khó xử. Nói xong y đứng dậy, đưa tay ra hiệu Đường Nhi cùng trở lại Thượng Thanh Tông. Đường Nhi cũng đứng dậy, nói với vẻ khó khăn, Đại Công Tử. Còn chưa nói xong thì một tiếng đại công tử từ xa truyền tới, Thiệu Tam Tỉnh cũng theo đó vội vàng đi vào, đứng bên ngoài khẽ gật đầu. "Chờ ta một lát." Thiệu Bình Ba nói, y cũng biết Thiệu Tam Tỉnh sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy mình, rồi quay người đi ra bên ngoài. Sau khi đi tới một bên thì chủ tớ hai người gặp mặt, Thiệu Tam Tỉnh ghé sát tai Thiệu Bình Ba mà bẩm báo. Sau khi nghe xong thì sắc mặt Thiệu Bình Ba biến đổi, ánh mắt vô thức liếc tới bóng người thướt tha ở trong đình nghỉ, khóe miệng giật giật. Tình báo của thiệu tam tỉnh đó chính là cấp báo của quân đồn chú ngoài thành, nói là có quân sĩ trêu chọc một đầu thú giữ ở vùng núi gần đó, thú giữ đuổi vào tận quân doanh, cơ thể nó đau thương bất nhập, làm bị thương rất nhiều binh sĩ. Đệ tử của Đại Thiên Sơn đi tới cũng chỉ đuổi thú giữ đi chứ không làm nó bị thương, chỉ nói tên con thú này là Kim Mao Hống, chủ nhân của nó là người bất phàm, không nên đắc tội. Nghe được là Kim Mao Hống thì Thiệu Bình Ba liên tưởng tới người nào đó, y luôn lưu ý Triệu Hùng Ca, làm sao có thể không biết Kim Mao Hống chính là vật cưới của Triệu Hùng ca chứ. Cửa đông phủ thành Bắc Châu, có một nhóm mấy trăm người ra khỏi thành, phóng nhanh về phương xa. Thượng Thanh Tông đi, cuối cùng thì tất cả mọi người đều rời khỏi phủ thành Bắc Châu này. Sau cửa sổ nửa mở phía trên lầu các, Thiệu Bình ba mặc một bộ áo choàng yên tĩnh nhìn vào đám người đang đi về phía xa. Y cũng không muốn thả Thượng Thanh Tông rời đi, Y cũng có cách để bọn họ đều ở lại, thế nhưng Y không dám không thả, cũng không dám để họ ở lại. Đường Nhi vừa vào trong phủ thứ sử để chào từ biệt, ngoài thành lại xuất hiện kim mau hống của Triệu Hùng Ca, chuyện này là trùng hợp hay sao? Kim mau hống xông vào trong quân doanh làm bị thương rất nhiều binh sĩ của Y, chuyện này cũng không phải là thiện ý, Y cảm nhận được sự cảnh cáo. Triệu Hùng Ca không phải là đường Nhi, thực lực của Y hiện tại cũng không đủ để làm chuyện này, ngay cả Đại Thiện Sơn cũng không dám trêu vào Triệu Hùng Ca, dưới thực lực tuyệt đối thì âm mưu mấy năm nay đã tan thành cho bụi. Khổ khổ, nhìn về phương xa, Thiệu Bình ba ho khan liên tục. Thiệu Tam tỉnh vội vàng tiến lên vỗ lưng y. Sau khi ho xong thì Thiệu Bình ba lại đứng thẳng tắp, nói: "Để Lục Thánh trung theo sau, để xem Thượng Thanh Tông tới cùng là muốn tới đâu." Y tò mò không biết Thượng Thanh Tông có thể đi đâu được, với thân phận xấu hổ của Triệu Hùng ca lại có thể giúp Thượng Thanh Tông đi đâu chứ? "Được." Thiệu Tam tỉnh đáp ứng. Trên đường chính nổi lên bụi mù, đường nghi đi đầu mà rất cảm thán, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi làm cho họ không thể làm gì thật sự giống như thoát khỏi đầm lầy vậy, mặc dù con đường phía trước rất mờ mịt thế nhưng lại càng thoải mái hơn. Chuyện quân doanh ngoài thành bị thú giữ tấn công thì nàng cũng đã được biết, khi biết con thú đó là Kim Mao Hống thì nàng cũng biết được tại sao ngày hôm qua thái độ của Thiệu Bình Ba lại thay đổi nhanh như vậy, là do sư thúc ra tay. Điều này làm cho nàng cảm thấy hưng phấn, đệ tử soát sắc nhất trước kia của Thượng Thanh Tông cũng không bỏ mặc Thượng Thanh Tông. Mấy năm trước, khi Lưu Tiên Tông tới tấn công môn phái, đứng trước họa diệt môn thì kim mao hống đã xuất hiện làm kẻ địch lùi bước hiện tại lại ra lệnh cho kim mao hống dẫn nàng tới chỉ cho nàng một con đường sáng ngay sau đó lại để cho kim mao hống xuất hiện uy hiếp thiệu bình ba biết được sau lưng thượng thanh tông còn có chỗ dựa lớn làm đường nghi có tự tin vượt qua mọi gian nan và đau khổ trên núi mây mù mờ mịt có một đám người bay xuống con đường bên cạnh chân núi những người này là cao tầng của thiên ngọc môn dẫn đầu là trưởng môn bành hữu tại trên đường có mấy chiếc xe ngựa trên xe ngựa chất đầy dương. Phong ân thái đi tới trước đoàn xe, mở một chiếc dương ra, ở trong có một loạt bình rượu làm bằng sứ trắng. Bành hữu tại đưa tay ra cầm lấy một bình, mở nắp ra ngửi hương rượu bên trong. Phong ân thái cũng nói, đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Rồi lại rút một phong thư từ trong ngực ra, dâng lên. Bành hữu tại để bình rượu trong tay xuống, nhận lấy phong thư rồi đọc luôn. Rượu là do nghiêu hữu đạo tự nhướng, sau đó truyền tin cho phong ân thái, để người đại ca kết bái này tới nơi chỉ định lấy về. Thư cũng là thư của Ngưu Hữu Đạo, khi phong ân thái tới nơi chỉ định cũng sẽ nhận được phong thư này. Trong thư chỉ có vài từ đơn giản, quy củ không đổi, chỉ mong bình an vô sự. Bành hữu tại hơi nhíu mày, ở trong mấy từ này còn ẩn chứa sự uy hiếp, có vẻ như đang cảnh cáo thiên ngọc môn, tốt nhất vẫn là bình an vô sự. Điều này làm cho bành hữu tại cảm thấy khó chịu, thế nhưng trước khi biết tại sao Ngưu Hữu Đạo có thể điều khiển vạn động thiên phủ, và rất nhiều yếu tố khác làm cho Thiên Ngọc Môn thật sự không dám thực hiện hành vi thiếu suy nghĩ đối với Ngưu Hữu Đạo. Cùng lúc đó, quy củ không đổi và số rượu trước mắt này cũng chứng minh sự nhượng bộ của Ngưu Hữu Đạo, lợi ích của rượu vẫn sẽ cung cấp cho Thiên Ngọc Môn, không để cho Thiên Ngọc Môn làm phiền hắn. Bành Hữu Tại xoa bức thư trong tay thành bụi, rồi nghiêng đầu nói với một trưởng lão, sắp xếp người bán số rượu này đi. Nhóm người này lại trở về núi. Sau khi đám người này trở về núi, còn đứng ở ngoài chính điện thì một đệ tử lại dâng lên mật tín đã được dịch, bành hữu tại nhận lấy rồi xem xét, sau đó nhíu mày đưa bức thư này cho những người khác xem. Sau khi mấy trưởng lão nhìn xong bức thư thì rất kinh ngạc, trưởng lão Lê Vô Hoa của vạn động thiên phủ lại cưới hải như nguyệt. chương 655, Bái Sư Khai, trong phủ thứ sử Nam Châu, Thương Chiêu Tông ngồi phía sau bàn dài cũng nhận được tin tức tương tự. Chuyện này là sao? Sau khi nghe người dưới bẩm báo thì Thương Chiêu Tông cảm thấy khó hiểu, hỏi người tại kim châu phản ứng thế nào lam nhược đình nói nếu như trước đó thì thế lực của tiêu hệ sẽ có bạo động và bất mãn thế nhưng sau lần vạn động thiên phủ ra tay hoặc thay đổi hoặc giết chết một vài người làm cho người của thế lực tiêu hệ cảm thấy rất lo lắng hiện tại hải như nguyệt đi bước nữa lại được toàn bộ thế lực tiêu hệ ủng hộ bởi vì như vậy mới có thể bảo vệ được thế lực của tiêu hệ hải như nguyệt cũng thật sự là lợi hại mượn cơ hội này chuyển cả thế lực tiêu hệ thành thế lực hải hệ về sau toàn bộ kim châu chắc cũng không còn tiêu ra nữa rồi Ai, Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn buông một tiếng thở dài, người phụ nữ này cũng là người đáng thương, vào hôm tuyết lớn năm đó cũng chỉ có một người trốn trong núi, suýt chút nữa thì bị đóng băng mà chết. Chuyện đời thay đổi, thật không nghĩ tới cô gái ngây thơ năm nào, cuối cùng lại đi lên con đường tranh đoạt quyền thế. Đối với việc này thì Thương Chiêu Tông và Thương Thục Thanh cũng chỉ có thể giữ yên lặng, tình hình của Hải Như Nguyệt và cha của mình làm hai người không tiện nói cái gì cả. Một thân vệ từ bên ngoài đi vào bẩm báo, vương gia Lý Tẩu mang theo hai đứa bé tới. Người Lý Tẩu này tên là Lý Hồng Hoa, là vợ của La An, lúc trước luôn ẩn cư tại thôn nhỏ bí mật kia, lần này mới được mời tới. Bờ môi của Mông Sơn Minh động đậy, Thương Chiêu Tông lập tức nói: "Mau mời vào." Sau đó, một người phụ nữ ăn mặc mộc mạc dẫn theo hai người thiếu niên đi vào, khi thấy Thương Chiêu Tông thì vội vàng quỳ xuống. Thương Chiêu Tông vội chạy tới, đưa tay ngăn cản: "Lý Tẩu, không cần đa lễ." lý hồng hoa chưa từng thấy thương chiêu tông bao giờ nên hơi khẩn trương cuối cùng vẫn phải do mông sơn minh mở miệng hồng hoa nghe lời vương ra đi hồng hoa lần này để ngươi mang theo con của mình tới là muốn hỏi ngươi ngươi có suy nghĩ gì về tương lai của hai đứa bé này nói tới chuyện này làm hai mắt lý hồng hoa rưng rưng tin tức la an chiến tử nơi xa trường cũng đã chuyển về mặc dù đã qua thời gian đau khổ nhất thế nhưng lúc này nhớ lại cũng để nàng đau lòng hai thiếu niên cũng đang lau nước mắt ngay trước mặt thương chiêu tông Lý Hồng Hoa cũng không biết nên trả lời như nào nữa. Cuối cùng thì cũng lại là mông sơn minh quyết định, hay là như vậy, hai đứa bé này cũng là người mà ta nhìn từ bé tới giờ, bản tính của chúng như nào ta cũng biết, chuyện hai đứa này ta sẽ làm chủ thay La An, đứa lớn đi theo ta, đứa nhỏ bái Lam Nhược Đình làm sư phụ, sau đó đi theo Tiểu Lam, người cảm thấy sao? Lý Hồng Hoa gật đầu, rồi kéo hai đứa bé xuống, ba mẹ con cùng quỳ trước mặt mông sơn minh mà cảm ơn. Mông sơn minh không ngăn cản, chỉ vào đứa nhỏ rồi chỉ tới Lam Nhược Đình, nói đi bái sư đi. Đứa nhỏ bò lên, hơi thận trọng đi tới trước mặt Lam Nhược Đình, rồi quỳ xuống. Đợi cho ba mẹ con được người dẫn đi nghỉ ngơi thì trong đường yên tĩnh lại, từ ba mẹ con kia mà thương chiêu tông liên tưởng tới như hữu đạo. Đám hòa thượng của Nam Sơn Tự và vài tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại thôn nhỏ bí ẩn kia, đó là được Nghiêu Hữu Đạo sắp xếp qua đó, thế nhưng bọn người Nghiêu Hữu Đạo lại không biết ở đâu. Nghĩ tới đây, Thương Chiêu Tông thở dài, tới nay đạo gia cũng chưa từng xuất hiện, cũng không biết đi đâu nữa. Mông Sơn Minh, người kia làm việc luôn luôn là bí ẩn không rõ ràng, vương gia cũng không cần suy nghĩ nhiều, hắn là người hiểu chuyện, sẽ không làm chuyện vô nghĩa, cũng không cần chúng ta quan tâm. Nước Tống là nước đông dân nhất trong bảy nước thiên hạ lúc bấy giờ. Cảnh nội nước Tống bị chi phối bởi tam đại thế lực, theo thứ tự là Lăng Tiêu Các, Huyết Thần Điện và Liệt Thiên Cung. Thế lực lớn nhất ở đây lại tương đối mang tính siêu nhiên, là Vạn Thú Môn. Không phải Vạn Thú môn không muốn chi phối nước tống, mà là Tam đại phái không cho phép. Cũng may Vạn Thú môn tài lực hùng hậu, có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện, không cần trông cậy vào thứ khác. Hội linh thú là thịnh hội 10 năm được tổ chức một lần của Vạn Thú môn, mục đích là để cho giới tu hành nhìn thấy linh thú được thuần hóa trong 10 năm qua, mở đường cho việc buôn bán chính thức. Đối với thịnh hội như vậy, có người đến cổ vũ cho Vạn Thú môn, cũng có người đến xem náo nhiệt, mở mang tầm hiểu biết những lúc như thế thành vạn tượng của vạn thú môn sẽ dần dần sôi động hẳn lên thành vạn tượng của vạn thú môn không bị triều đình quản lý có quy củ của riêng mình bình thường rất vắng chỉ có người dưới trướng vạn thú môn mới ở lại mà thôi ví dụ như hậu duệ đệ tử trong môn sẽ sinh sống ở đây lúc này khách từ bốn phương tám hướng đến các chủ cửa hàng thế tục lập tức mở cửa buôn bán cũng xem như chào hỏi khách quý dùm vạn thú môn về phần khách quý chân chính vạn thú môn tất có biệt viện chiêu đãi đặc biệt sở dĩ gọi là thành vạn tượng bởi vì trong thành sừng sững không ít pho tượng đều là phi cầm tẩu thú thuộc dị thú lục trải rộng khắp nơi sinh động như thật còn thật hơn so với hình vẽ bên trong mấy quyển đồ phổ mấy pho tượng này được trưng bày cho khách quý bên ngoài tham quan hoặc để khách tham khảo dù sao hình vẽ bên trên đồ phổ so với vật thật vẫn còn cách một khoảng cách người không am hiểu rất dễ bị nhìn lầm vì thế vạn thú môn mới cố ý thiết kế những pho tượng như vậy lực lượng của môn phái có hạn hy vọng nhờ lực lượng của tu sĩ trong thiên hạ tìm kiếm những kỳ cầm dị thú khan hiếm để phát triển sinh sôi. Ai phát hiện kỳ cầm dị thú tương ứng với pho tượng rồi đưa lại cho vạn thú môn, vạn thú môn tất có trọng thường. Mặc dù vạn thú môn xem đây là cách để mở rộng tài nguyên, nhưng xét theo một góc độ nào đó mà nói, vạn thú môn cũng đã mở rộng được số lượng của các kỳ cầm dị thú sắp bị tuyệt chủng, tránh tình trạng bị diệt tuyệt. Đầu đường thành vạn tượng, đám người như hữu đạo mới đến đang ngồi trên lưng ngựa quan sát chung quanh, dò xét từng pho tượng trong thành lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một thành trì hiếm có như vậy đạo ra đằng sau có người đang chú ý chúng ta viên cương thúc ngựa đến gần nghiêu hữu đạo thấp giọng nhắc nhở nghiêu hữu đạo đang ngồi trên lưng ngựa vẫn không có biểu hiện gì cũng không quay đầu nhìn lại hắn tin vào ánh mắt của viên cương viên cương đã nói có người theo dõi nhất định là có không cần phải nghi ngờ hắn nói tình huống như thế nào viên cương đáp cũng không rõ nữa chúng ta vừa mới tiến vào thành mục tiêu đã đi theo đằng sau chúng ta cũng không có động tác nào khác như hữu đạo không nói gì xem như chuyện chưa từng xảy ra chỉ nghiêng đầu ra hiệu quản phương nhi kiểm tra sơ qua tình huống một chút quản phương nhi khẽ gật đầu thủ thể trái phải khi rẽ qua đầu đường trần bá và hứa lão lục thoát ly khỏi đội ngũ, tiến vào một con hẻm nhỏ không bao lâu sau hứa lão lục đuổi kịp như hữu đạo bẩm báo đạo ra người đã khống chế được rồi như hữu đạo quay đầu ngựa lại những người còn lại cũng quay đầu ngựa theo cả đám tiến vào con hẻm nhỏ chỉ thấy trần bá đang đè vai một người khiến người kia không thể động đậy nghiêu hữu đạo thúc ngựa tiến lên ngồi trên lưng ngựa từ trên cao dùng roi chỉ xuống trần bá lập tức kéo lớp ngụy trang trên mặt người kia xuống sau khi nhìn thấy rõ diện mạo của người này viên cương sửng sốt một chút còn nghiêu hữu đạo thì cau mày người bị khống chế không phải ai khác chính là ngụy đa của thượng thanh tông ngươi đến đây làm gì nghiêu hữu đạo trầm giọng hỏi Ngụy Đa ô ô hai tiếng, bị chế trụ, không cách nào đáp lại. Ngưu Hữu Đạo nói với Trần Bá, không sao đâu, giải huyệt cho gã đi. Trần Bá giải khai cấm chế trên người Ngụy Đa, đồng thời cũng buông tay ra. Chương 656, gặp nhau tại thành Vạn Tượng. Ngụy Đa lập tức chắp tay hành lễ trưởng, nhưng nói được một nửa, nhớ đến Ngưu Hữu Đạo ghét nhất gã gọi là trưởng môn, lúc này liền đổi xưng hô, vâng. Đạo gia, Ngưu Hữu Đạo hỏi, người đến đây làm gì? Ngụy Đa đáp, tìm ngài nghiêu hữu đạo cao mày miệng hơi nhúc nhích ánh mắt nhìn ra đám người quản phương nghi đằng sau lời định nói liền nuốt xuống di chuyển con ngựa lạnh lùng ném ra một câu cút cứ như vậy một đám người rời khỏi con hẻm nhỏ chỉ để lại một mình ngụy đa chơi trọi quản phương nghi dục ngựa tiến lên nghi ngờ hỏi ai vậy nghiêu hữu đạo cũng không trả lời nhìn ngựa quản phương nghi thuận theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước chỉ thấy một cô gái thước tha đang dẫn theo mấy người ngăn đằng trước cũng giống như ngụy đa Mấy người kia rõ ràng cũng đeo mặt nạ Ngụy Trang, cũng không phải ai khác, chính là đám người Đường Nghi của Thượng Thanh Tông. Ngụy Đa từ con hẻm nhỏ đi ra, đứng đằng sau đội kỵ mã, nhẹ gật đầu với đám người Đường Nghi đằng trước, biểu hiện chính xác là Nưu Hữu Đạo. Bởi vì đám người Nưu Hữu Đạo cũng dịch dung, sau khi người của Thượng Thanh Tông hỏa tốc đuổi tới thành Vạn Tượng, bọn họ cho rằng Nưu Hữu Đạo nhất định sẽ đến đây, liền phái người ra ngoài, hoặc tìm người hoặc ôm cây đợi thỏ ở thành Vạn Tượng, cuối cùng Ngụy Đa trùng hợp gặp được đám người Nưu Hữu Đạo người khác có lẽ nhận không ra nhưng ngụy đa lại quen biết với nghiêu hữu đạo và viên cương nhất là dáng người vạm vỡ của viên cương ngụy đa liếc mắt một cái liền nhận ra sau đó bảo đồng môn đi bẩm báo đám người đường nghi còn mình thì đi theo bởi vậy mới có tình huống như bây giờ nghiêu hữu đạo trên lưng ngựa quay đầu nhìn thoáng qua phản ứng của ngụy đa rồi lại nhìn người đang ngăn đằng trước hắn từ hình dáng của đám người đường nghi dần dần đưa ra phán đoán đây chính là người của thượng thanh tông Tay quản Phương Nghi lặng im bỏ vào trong tay áo, cầm lấy phù triện. Đám người Trần Bá đều cầm vũ khí trên tay, không biết người cản đường là ai. Mặc dù Vạn Thú môn đã đặt quy củ ở thành Vạn Tượng, nhưng ai dám cam đoan sẽ không có việc gì xảy ra. Người của Phù Phương Viên không biết người cản đường là người của Thượng Thanh Tông đang có gút mắc với Nưu Hữu Đạo, tất nhiên phải giữ vững cảnh giác cao độ. Đường nhi cũng nhìn ra được sự không ổn, khẽ giơ tay bước sang một bên, tránh phát sinh hiểu lầm người của thượng thanh tông cũng tránh sang một bên nhường đường, hai chân nhưu hữu đạo đạp vào bụng ngựa, nhìn thẳng đằng trước không trước mắt, mang theo người của mình đi lướt qua đám người thượng thanh tông. ngụy đa gia nhập đội với đám người đường nghi, đi theo đằng sau nhưu hữu đạo. người của phù phương viên nhận thấy tình huống của chút kỳ lạ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người đằng sau. ai vậy? quản phương nghi dục ngựa tiến lên, hỏi nhưu hữu đạo một câu. nhưu hữu đạo im lặng không trả lời. quản phương nghi liếc mắt, biết tên tiểu tử này nếu không muốn nói có hỏi rát cổ họng cũng chẳng hỏi được gì mọi người dừng lại trước một khách sạn sau đó vào đặt phòng cách đó không xa một người cũng dịch dung đứng dưới mái hiên nhìn đám người đường nghi bước vào khách sạn ánh mắt hơi lo lắng người này chính là lục thánh trung mà thiệu bình ba đã phái đi gã một đường đi theo đám người đường nghi đến thành vạn tược theo dõi chỗ đặt chân của những người khác cho nên biết rõ đám người đường nghi đã dịch dung là ai khi đám người đường nghi vừa ra khỏi khách sạn gã đã lập tức theo dõi Kết quả phát hiện Đường Nhi đã chạm mặt Nhiu Hữu Đạo, cùng giống như Ngụy Đa trước đây gã đã từng tiếp xúc với Nhiu Hữu Đạo và Viên Cương, liếc mắt một cái là đã nhận ra Viên Cương, từ đó đoán được người dẫn đầu chính là Nhiu Hữu Đạo. Điều này khiến cho gã vô cùng bất ngờ, không nghĩ đến Đường Nhi đến đây là vì muốn tìm Nhiu Hữu Đạo. Trong lòng Lục Thánh Trung cũng có sự e ngại đối với Nhiu Hữu Đạo, biết thủ đoạn của người này không hề thua kém Đại Công Tử. Cộng thêm những chuyện mà Nhiu Hữu Đạo đã làm trong mấy năm gần đây, lại càng khiến gã kiêng kỵ hơn nhận rõ nghiêu hữu đạo là một nhân vật nguy hiểm cho nên lúc nào gã cũng cẩn thận nếu không cẩn thận sẽ rơi vào tay đối phương gã đi theo thiệu bình ba biết mình đã phản bội sư môn phản bội nghiêu hữu đạo một khi rơi vào tay nghiêu hữu đạo kết quả là có thể nghĩ hành lang khách sạn tiểu nhị mở cửa bồi tiếp nghiêu hữu đạo vào phòng tiểu nhị cung kính thối lui khỏi phòng chưa đầy một lát hứa lão lục bước vào bẩm báo đạo ra có người tìm tự xưng là trưởng môn thượng thanh tông nói xong ông còn lén lút dò xét phản ứng của Ngưu Hữu Đạo. Chuyện xưa giữa Ngưu Hữu Đạo và trưởng môn Thượng Thanh Tông, ông nhiều ít cũng có nghe thấy. Quản Phương Nghi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây trong phòng, sau đó chậm rãi quay sang nhìn Ngưu Hữu Đạo, có chút kinh ngạc, ánh mắt phục sáng, khóe miệng dần dần nhếch lên. Bà ta cũng có nghe qua chuyện giữa Ngưu Hữu Đạo và người phụ nữ kia của Thượng Thanh Tông, vẫn rất hiếu kỳ, không nghĩ đến hôm nay lại gặp được. Bà ta muốn biết đó là nhân vật như thế nào, kiếm trong tay chậm rãi đập xuống sàn nhà, nhiều hữu đạo lạnh lùng ừ một tiếng. Hứa lão lục ra ngoài, rất nhanh ba người tiến vào, đường nghi, la nguyên công và tô phá. Còn có đường tố tố nhưng bà ta không đến, bà ta không muốn gặp nghiêu hữu đạo, đám người đường nghi cũng sợ bà ta không kìm lòng được gây ra chuyện xấu, liền để bà ta ở nhà. Ba người quan sát thanh kiếm của nghiêu hữu đạo, sau đó đường nghi dẫn đầu lột mặt na ra người trên mặt, lộ ra gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sáng nhìn thẳng vào nghiêu hữu đạo, thậm chí còn liếc nhìn quản phương nhi bên cạnh nhưu hữu đạo mấy lần la nguyên công và tô phá cũng lần lượt tháo lớp ngụy trang xuống gặp lại nghiêu hữu đạo tâm trạng cả hai cực kỳ phức tạp không còn tâm thái dùng thân phận trưởng lão đối mặt với tiểu đệ tử trong môn trước kia khí thế từ trên cao nhìn xuống đã không còn không nghĩ đến lại là đại mỹ nhân quản phương nhi thầm nhủ trong lòng hai tay khoanh trước ngực ánh mắt quan sát đường nhi có vẻ bắt bẻ Nghiêu hữu đạo bình tĩnh nói ba vị đã lâu không gặp không nghĩ đến lại có thể gặp nhau ở đây không biết ba vị tìm tại hạ có việc gì giọng nói non nớt năm xưa của hắn đã trở nên thành thục khí độ xứng đôi càng có phong phạm không thể đợi nghiêu hữu đạo tháo mặt nạ nói chuyện với mình đường nhi đành nói dù sao chàng cũng là đệ tử của thượng thanh tông chàng hãy trở về đi đối với chàng chức trưởng môn lúc nào cũng để chống nghe xong trong lòng nghiêu hữu đạo cảm thấy chán ngấy hắn biết vì cái gì mà bọn họ muốn kéo hắn về Thượng Thanh Tông sắp chịu không nổi rồi, muốn kéo hắn về để thay bọn họ ra mặt. Hắn không chút khách sáo nói, ta nhớ ta cũng đã nói rất rõ ràng, ta và Thượng Thanh Tông đã không còn bất kỳ quan hệ nào. Tất cả mọi chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại. Còn có chuyện gì nữa không? Đường nghi hỏi, chẳng lẽ chàng không còn chút hoài niệm nào với đông quách sư thúc sao? Nghiêu Hữu đạo rút kiếm quay người, kiếm lại đập xuống đất, đưa lưng phất tay, hồng nương, giúp ta tiến khách. Bị đối đãi như vậy, Đường Nghi ý thức mình đã có chút nóng vội. Thấy quản phương Nghi cưỡng ép tiến khách, nàng cũng không chống cự, đành phải tạm thời rời đi. Trong phòng không còn những người khác, như Hiếu Đạo nhìn Viên Cương, liên lạc với bên Bắc Châu, hỏi bọn họ khi nào thì rời khỏi Bắc Châu. Đi theo Niu Hiếu Đạo nhiều năm, Viên Cương hiểu ý hắn nói. Bọn họ đến rất bí ẩn, nhưng lại bị Thượng Thanh Tông vây chặt, đã khơi dậy sự hoài nghi của đạo gia. Hắn ta biết vừa rồi đạo gia là cố ý đẩy quản phương Nghi ra, lập tức gật đầu quay người rời đi. Trong phòng yên tĩnh, Nghiêu Hiếu Đạo im lặng nhắm mắt, một mình cầm kiếm đứng đó, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Quản phương nghi tiến khách trở về, thông báo với Nghiêu Hiếu Đạo, người đã đi rồi, để ta bảo Lão Lục đi thăm dò chỗ nghỉ chân của bọn họ. chương 657, không bằng giải quyết xong hết mọi chuyện. Nghiêu Hiếu Đạo ừ một tiếng, quản phương nghi đứng đối diện hắn, thấy hắn im lặng nhắm mắt, nhịn không được mà trêu chọc, xem ra đúng là tình cũ khó bỏ. Gặp lại tình nhân cũ, trong lòng cảm thấy khó chịu à. Nghiêu hiểu đạo mở mắt, cười nói tại sao ta lại ngửi thấy mùi giấm chua trong lời nói của ngươi vậy. Quản phương nghi nghẹn họng, sau đó mở to mắt hừ một tiếng, khinh thường nói mùi giấm. Ta vì ngươi mà ăn giấm à, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ. Đàn ông quỳ dưới váy lão nương không có một ngàn cũng có tám trăm, làm gì có chuyện ăn giấm vì ngươi chứ. Buồn cười, ta không nghĩ mức độ tự luyến của ngươi cao như vậy. Nghiêu hiểu đạo nhẹ nhàng thở ra, ta còn định cưới ngươi, thì ra ta nghĩ nhiều rồi. Thôi cũng được, nói xong, hắn quay người sang một bên, thuận tay gác kiếm lên. Quản Phương Nghi im lặng, chợt tức giận, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cầm cái chén trên bàn ném về phía Niu Hữu Đạo. Niu Hữu Đạo co đầu lại, tránh được cái chén, một tiếng lạch cạch giòn vang, cái chén nện vào bức tường, bể tan tàn. Miệng nói ra toàn lời của xúc sinh, Quản Phương Nghi mắng lại, mấy ngày sau, cũng không thấy Niu Hữu Đạo ra ngoài. Phần lớn người đi cùng đều cho rằng hắn đang tránh đường nghi, chỉ có Viên Cương là rõ nhất trước khi một số việc còn chưa được rõ ràng đạo gia không dám hành động thiếu suy nghĩ nếu không rất dễ đặt mình vào hiểm cảnh trong một gian phòng tại một khách sạn nào đó lục thánh trung ngồi trước bàn chậm rãi mở mật tín trong tay sau khi nhìn qua nội dung không khỏi đắng chát tin tức truyền đến từ bắc châu là thiệu bình ba hồi âm gã có chút hoài nghi thiệu bình ba và nghiêu hữu đạo là cùng một loại người cũng giống như chỉ thị của nghiêu hữu đạo năm đó bây giờ thiệu bình ba cũng bảo gã buông tay phát huy có thể diệt trừ Ngưu Hữu Đạo thì tốt. Tóm lại, nhất định không được để Ngưu Hữu Đạo yên ổn. Gã không biết Thiệu Bình Ba cũng chẳng có biện pháp, trong tay Thiệu Bình Ba không có lực lượng tu hành đối phó Ngưu Hữu Đạo, Đại Thiền Sơn cũng sẽ không giúp y làm mấy chuyện như thế. Trên thực tế, cũng như Ngưu Hữu Đạo lúc trước, dưới sự bảo vệ của Đại Thiền Sơn, Ngưu Hữu Đạo cũng chẳng làm gì được Thiệu Bình Ba. Bóp nát mật tín trong tay, Lục Thánh Trung bước đến trước cửa sổ, tay đẩy cửa sổ ra, nhìn thành vạn tượng bên ngoài, trong lòng rất phiền muộn. Nói thật, gã không muốn trêu chọc Nghiêu Hữu Đạo, loại người này quá nguy hiểm, bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo lại có một đám người, còn gã chỉ có một mình. Nhưng gã cũng không còn cách nào, tư vị khổ thần đan không phải ai cũng có thể chịu được. Vốn giải dược nằm trong tay cô gái kia, bây giờ thì nằm trong tay Thiệu Bình Ba. Gã không dám không nghe theo Thiệu Bình Ba, ánh mắt của gã trong lúc vô tình rơi xuống một pho tượng sừng sững. Ngơ ngác một chút, Ánh mắt của gã chợt sáng lên. Sau khi suy nghĩ, ước lượng một chút, gã dường như đã có quyết định, lập tức đóng cửa sổ lại, quay người bước ra ngoài. Một tấm bản đồ bày trước mặt là của Viên Cương, còn Nưu Hữu Đạo thì đứng trước bàn. Hắn và Viên Cương đều có thói quen, đi đến đâu sẽ ghi dấu lại chỗ đó. Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, Viên Cương đẩy cửa bước vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại, bước đến bên cạnh Nưu Hữu Đạo, thấp giọng nói, bên phía Bắc Châu đã có câu trả lời. Khoảng nửa tháng trước Thượng Thanh Tông đột nhiên chào từ biệt Thiệu Bình Ba, chính thức thoát ly khỏi Bắc Châu, tất cả cùng nhau rời khỏi Bắc Châu. Nghiêu Hữu Đạo nhìn chằm chằm tấm bản đồ, Thiệu Bình Ba không thể nào tùy tiện để Thượng Thanh Tông thoát thân như vậy. Hai người phối hợp với nhau nhiều năm, Nghiêu Hữu Đạo giao xuống việc gì, Viên Cương đều biết xử lý như thế nào. Hắn ta trả lời, ta đã hỏi qua, bên kia đã xảy ra một việc, một con kim mau hống đột nhiên xâm nhập quân doanh ngoài thành Bắc Châu, còn đả thương người. Kim mau hống, Nghiêu Hữu Đạo nhướng mắt, Tục truyền, Kim Mao hống chỉ còn một con, liên quan đến Thượng Thanh Tông, cũng không khó đoán chuyện gì đã xảy ra, không khỏi thốt lên triệu hùng ca. Khó trách, bây giờ hắn đã hiểu vì sao Thiệu Bình Ba lại thẳng người, đã có người mà Thiệu Bình Ba không chọc nổi ra tay. Bản đồ, Nhiêu Hữu Đạo nói, viên cương nhanh chóng đến bên cạnh chiếc bàn, cầm tấm bản đồ treo lên vách tường. Nhiêu Hữu Đạo bước đến trước tấm bản đồ trên vách tường, nhìn thẳng vào vị trí Bắc Châu, một đường hướng đông, sau đó ngừng lại ở thành vạn tường hắn bắt đầu suy đoán sơ bộ về trình tự thời gian về thời gian bọn họ không rảnh đi dạo đông tây mà thẳng đến thành vạn tượng là vì ta mà đến viên cương lạnh lùng nói đạo ra người bên cạnh chúng ta sợ rằng không quá sạch sẽ như hữu đạo vẫn bình tĩnh hắn vừa đến thành vạn tượng đã bị người của thượng thanh tông chặn lại hắn đã hoài nghi rồi lần này chỉ là xác nhận lại mà thôi hắn quay sang nhìn viên cương ý vị thâm trường viên cương hiểu ý nhẹ gật đầu ngẩng đầu nhìn nóc nhà nhiều Hữu Đạo cảm thấy đau đầu, cũng không phải đau đầu vì Thượng Thanh Tông dây dưa, mà là vì Triệu Hùng Ca đã ra tay. Chỉ một chuyện nhỏ, chớp mắt sẽ qua, không tạo thành chấn động, những người khác sẽ không lưu tâm, thậm chí còn có khả năng không chú ý đến, nhưng hắn và Thiệu Bình ba thân là người trong cuộc, trong lòng đều biết rõ ràng, tại sao thú cưới của Triệu Hùng Ca lại vô duyên vô cớ chạy đến quân doanh ngoài thành Bắc Châu đả thương người chứ? Đối với Thiệu Bình ba mà nói, đây chính là cảnh cáo. Còn đối với nhiều Hữu Đạo mà nói, đây chính là lời nhắc nhở. Triệu Hùng ca nói rõ y đứng sau lưng Thượng Thanh Tông. Nếu lá gan hai người đủ lớn, cứ việc làm thử một lần. Thế là, Thiệu Bình ba hạ mình đầu tiên, ngoan ngoãn thả người. Lúc này đến phiên nghiêu hữu đạo nhức đầu, Thượng Thanh Tông tìm hắn, dường như là ý của Triệu Hùng ca. Hắn có thể không để ý đến Thượng Thanh Tông, nhưng hắn không thể chưa Triệu Hùng ca. Hắn chưa từng tiếp xúc với Triệu Hùng ca, cũng không biết tính tình của y như thế nào. Nhưng người có tên, cây có bóng, đây chính là một tên điên vô câu vô thúc, xen giữa chính tả. Không phải hắn không muốn nể mặt triệu hùng ca, mà là hắn không muốn trêu chọc thượng thanh tông. Quan trọng là, thượng thanh tông xen lẫn với ai cũng được, cái chính là không được để thượng thanh tông và thương triều tông cùng một chỗ. Vì sao hắn có thể không quan tâm đến thượng thanh tông, muốn cực lực rũ sạch quan hệ với thượng thanh tông? Nếu hắn cứ quấn cùng một chỗ với thượng thanh tông, thiệu bình ba sợ rằng sẽ là người đầu tiên dùng chuyện này bắt thóp hắn. Triệu hùng ca xuất thân thượng thanh tông, hắn không tin Triệu Hùng ca không rõ quan hệ lợi hại trong đó. Triệu Hùng ca làm như vậy, chẳng phải mang lại phiền phức cho hắn sao? Hắn đưa tay lột lớp mặt nạ ra, lộ ra gương mặt thật, khiến viên cương bên cạnh có chút ngoài ý muốn. Như Hữu đạo thuận miệng giải thích một câu, Thiệu Bình Ba sẽ không bỏ qua hướng đi của Thượng Thanh Tông, sợ là đã biết ta ở đây, cũng không cần che che giấu giấu nữa, ngược lại còn dễ bị người ta lợi dụng. Đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là viên phương, đạo gia, Thượng Thanh Tông lại đến nghiêu hữu đạo vẫn ửng một tiếng viên phương có chút ngoài ý muốn mấy ngày qua đám người đường nhi ngày nào cũng đến bái phỏng nhưng nghiêu hữu đạo vẫn luôn tránh không gặp tại sao hôm nay lại đồng ý đợi viên phương rời đi nghiêu hữu đạo quay sang nhìn viên cương viên cương không nói hai lời lập tức quay người bước ra ngoài một lát sau quản phương nhi người còn chưa đến tiếng cười đã đến trước người phụ nữ này đích thân đưa đường nhi đến đây người đến vẫn là ba người kia đường nhi la nguyên công tô phá Ba người vào cửa, thấy Nghiêu Hiếu Đạo đã lộ ra gương mặt thật, quản phương nghi đang cười nói với đường nghi có chút bất ngờ, còn ba người thượng thanh tông cũng không nhịn được mà đánh giá hắn. Người này đã hoàn toàn thay đổi so với cậu thiếu niên ở trốn đảo nguyên lúc trước. Đừng nói là trốn đảo nguyên, chỉ so sánh với lần gặp ngẫu nhiên ở bến tàu mấy năm trước, diện mạo của hắn đã trưởng thành rồi, chân chính trở thành một người đàn ông rất có khí độ. chương 658, Trần Bá có vấn đề một Đường nghi hơi hoảng hốt, trong đầu không khỏi nhớ lại gương mặt ngây ngô khi vén khăn đội đầu cô dâu của nàng trong ngày động phòng hoa trúc. Bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, là trượng phu đã bái thiên địa với nàng. Như hữu đạo bị nàng nhìn như vậy, có chút không được tự nhiên. Khủ, khủ, quản phương nghi ho khan hai tiếng, bước đến bên cạnh như hữu đạo, làm bộ đưa tay kéo quần áo của hắn một chút, giống như giúp hắn phủi bụi, quan hệ rất thân mật, ánh mắt lại liếc nhìn phản ứng của đường nghi. Đường nghi cụp mắt xuống, cố ý tránh nhìn cảnh tượng trước mặt, Tâm trạng có chút phức tạp. như Hữu đạo lắc vai, đẩy bay cái tay quản phương nghi đang làm loạn, quay sang chừng bà ta một cái, biết rõ người đàn bà này đang cố ý. Khóe miệng quản phương nghi nhếch lên, cố gắng nín cười thu tay lại. Tại sao không thấy Đường trưởng lão? như Hữu đạo lạnh lùng hỏi một câu. Đường Nghi đáp, cần phải có người ở lại coi nhà. như Hữu đạo đưa tay cắt ngang, mấy lời dối trá thì nàng đừng nói. Nếu Đường trưởng lão không thích, cần chi phải miễn cưỡng? ta muốn nhìn thấy thành ý trước, không có thành ý, có cần phải nói chuyện không? Một câu khiến Thượng Thanh Tông không phản bác được, người ta nói không sai, lại còn đuổi bọn họ đi dễ như trở bàn tay. Tiễn khách, quản phương nghi quay lại, thấy như hữu đạo liền xì một tiếng, giỏi cho tên lang quân bạc tình bạc nghĩa, hung ác vô cùng, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Người phụ nữ này vốn tiện như vậy, như hữu đạo cũng chẳng quan tâm, quay người bước sang một bên. Ngay sau đó, viên cương gõ cửa bước vào, đứng ngoài cửa nói một tiếng, đại gia, ta đã bảo chủ quán chuẩn bị mấy món mới lạ, mời ngài sang nếm thử. Như hữu đạo nói với quản phương nghi, đã có món mới lạ, vậy thì gọi mọi người cùng đến ăn thử đi. Kết quả, sáu người tập trung trong một gian phòng, chỉ có lão thập tam ở lại để trông coi kim xí sí đưa tin. Trong lúc này, nghiêu hữu đạo chợt lên tiếng, hầu tử, lát nữa truyền tin cho ba phái, bảo bọn họ điều động một trăm đệ tử tinh nhuệ bí mật đến đây. Viên cương gật đầu, biểu hiện đã rõ quản phương nghi nhịn không được liền hỏi gọi đến làm gì nghiêu hữu đạo đáp bị thượng thanh tông quấn lấy cũng phiền chi bằng xử lý xong hết cho rồi mọi người đang ngồi đều ngơ ngác ngẩng đầu quản phương nghi giật mình không thể tin nổi người muốn ra tay hạ sát thượng thanh tông nghiêu hữu đạo lạnh lùng nói ninh vương thương kiến bá là người như thế nào chứ ta không thể trộn cùng một chỗ với thượng thanh tông bọn họ đã tìm đến cái chết khuyên cũng không chịu lùi chẳng trách được người khác Quản phương nghi cao mày, không cần thiết phải như vậy mà. Để ta giúp ngươi đi nói một chút, để bọn họ biết khó mà lui. Như Hữu đạo nói, việc này không cần ngươi quan tâm, cứ để ta xử lý. Ân oán năm đó cũng nên chấm dứt rồi. Quản phương nghi không thể không nghiêm túc nhắc nhở, ngươi hãy nghĩ kỹ đi, đông quách hạo nhiên là sư phụ danh chính ngôn thuận của ngươi. Mà đông quách hạo nhiên lại là đệ tử của Thượng Thanh Tông. Mặc kệ đông quách hạo nhiên có truyền thụ cho ngươi cái gì không, dù sao ông ấy cũng không hề có lỗi với ngươi. Nói ra thì hơi hư vô một chút, con người sinh ra trong thế gian này, phải gánh lấy một số danh phận mà mình không muốn. Ngươi muốn làm gì đừng nghi, đó là việc riêng giữa ngươi và nàng ấy. Nếu ngươi diệt thượng thanh tông, chính là khi sư diệt tổ, vi phạm tối kỵ của giới tu hành. Bọn họ có thể giết ta, ta lại không thể giết bọn họ, đạo lý gì vậy? Nghiêu hữu đạo liếc xéo, không sai, bọn họ bất công với ngươi, nhưng trên đời này nào có chuyện công bằng chứ? người sống trên đời vốn đã phải đối mặt và thừa nhận rất nhiều bất công rồi nếu ngươi không bị đạo đức thế gian ước thúc chỉ lo chăm bắm cửu hận của mình ngươi chính là tà ma ngoại đạo trong mắt thế nhân không ai nói chuyện công đạo với ngươi nữa đâu ngươi yên tâm đi ta làm như vậy tất có lý của mình ta đã dám làm sẽ không để việc này gây ra bất cứ vấn đề gì cho ta tóm lại mặc kệ quản phương nghi khuyên như thế nào cũng vô dụng sau bữa ăn người của phù phương viên tận mắt nhìn thấy viên cương đi thực hiện mệnh lệnh của ngưu hữu đạo lấy kim xí chỗ lão thập tam đang canh giữ truyền tin tức ra ngoài không bao lâu sau bên ngoài bức tường phía tây một bóng người lóe lên thuận tay vỗ một cái ấn xuống hình vẽ một con côn trùng màu trắng có hình dáng kỳ quái nơi góc tường nhưng không biết từ lúc nào hình vẽ con côn trùng bị người qua đường nào đó thuận tay xóa sạch sau khi màn đêm buông xuống trong số những người qua lại trên đường có người cầm ba ngọn đèn lồng nhỏ sâu thành một chuỗi chiếu sáng bên ngoài khách sạn, nhìn qua giống như người thế tục trong thành vạn tượng, chỉ là ở giữa ba chiếc đèn lồng đã bị rách. Người đi đường kia dường như không cẩn thận, trong lúc vô tình va vào một người vừa bước vào khách sạn. Người bị đụng quay đầu nhìn lại, là Trần Bá, còn người cầm đèn lồng thì luôn miệng xin lỗi. Mặt Trần Bá không chút biểu hiện, cũng không so đo với đối phương, bước thẳng vào trong khách sạn. Người cầm đèn tiếp tục tiến về phía đầu đường một cánh cửa sổ phía đối diện mở ra một khe hở một ánh mắt từ trong bóng đêm vô tình nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy từ đầu đến cuối sau đó quan sát bên phía khách sạn có ai theo dõi nữa không tường viện phía sau khách sạn lại có bóng người lóe lên trong chớp mắt leo qua khỏi tường là viên cương đã dịch dung viên cương tránh đi cửa chính rời khỏi khách sạn từ cửa sau bước chân tăng tốc nhanh chóng xuyên qua từng con đường tắt vòng qua một con đường khác cũng chính là cửa chính của khách sạn vừa nãy sớm đuổi theo người đang cầm khêu đèn đi đằng trước một thân bồng đen bao phủ hình dáng một lát sau người khêu đèn lướt qua bên cạnh viên cương người khêu đèn đi thẳng hướng đông cuối cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ tiến vào một gian tiểu viện sau khi đợi một lúc một con kim xí sí từ trong tiểu viện bay thẳng lên bầu trời sau đó khuất dần trong bóng đêm tại một tiểu viện gần đó một đứa bé đang chơi nhảy dây dưới ánh đèn lồng một bóng đen từ nóc nhà lẳng lặng rơi xuống bàn tay bám vào lỗ hồng cửa thông gió dùng tốc độ rất chậm nhảy xuống đất, đấu bồng đen vẫn che khuất diện mạo, bước nhanh đi. Trong khách sạn, viên cương không biết trở về từ lúc nào. Khi đi qua hành lang, hắn ta liếc mắt nhìn một cái gương đồng được treo ở chỗ không dễ dàng bị phát hiện trên xà ngang ngay góc rẽ. Đi ngang qua phòng viên phương, hắn ta gõ cửa một cái, sau đó đi thẳng đến phòng như hữu đạo. Trong phòng viên phương, viên phương đang ngồi cạnh cửa sổ trong bóng đêm, nhìn tấm gương hai mặt, mắt trợn tròn nhìn không chấp vào hình ảnh khúc xả ánh sáng trong gương bên ngoài mái hiên treo một loạt đèn lồng cũng che giấu một chiếc gương đối ứng với chiếc gương mà y đang xem mặc dù không nhìn rõ là cái gì nhưng nếu có người nào ra vào cửa sổ y tuyệt đối có thể phát hiện ra còn có một chiếc gương đối ứng trong hành lang khách sạn mặc dù cũng không nhìn rõ được cái gì nhưng gian phòng nào có người ra vào hay không đều có thể phát hiện được mấy tấm gương này là do viên cương thiết kế viên phương cũng chẳng biết viên cương muốn làm gì viên cương yêu cầu chỉ một điều nhớ kỹ phòng nào có người ra vào mà thôi. Được biết viên cương đã trở lại, viên phương đang ngồi ngay ngắn bất động nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vuốt mắt, rồi cúi đầu nhìn những hạt đậu được xếp không theo quy cách nào trên bàn. Hạt đậu này cũng là do viên cương làm, để sau khi viên phương phát hiện tình huống, dễ dàng xê dịch hạt đậu để đánh dấu lại. Khi thả nguyệt điệp ra, lấy giấy bút, nhìn hạt đậu trên bàn, sau đó viết xuống tình huống người ra vào trong tầng này, đồng thời ghi chú thời gian đại khái. Viết xong, Y nhét tờ giấy vào trong tay áo, Thu Nguyệt Điệp lại, đi dưới hành lang có ánh đèn đến phòng Như Hữu Đạo. Y gõ cửa bước vào, dưới ánh sáng nhu hòa của Nguyệt Điệp, Như Hữu Đạo đang nằm nghiêng trên giường, một tay đỡ đầu, mắt nhắm lại, giống như đang chợp mắt. Chương 659, Trần Bá có vấn đề hai. Viên Cương đứng một bên, Viên Phương đóng cửa bước vào, móc tờ giấy trong tay áo đưa cho Viên Cương, thấp giọng nói: "Viên gia, ngài muốn làm gì vậy?" cảm thấy không yên tâm với người của phù phương viên sao. Ngươi nói nhảm nhiều quá rồi, viên cương lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó nhìn tờ giấy. Viên phương cười hắc hắc, không nói thêm câu nào. Sau khi xem qua nội dung trên tờ giấy, viên cương lại hỏi, chỉ có những thứ này, không có ai ra vào nữa sao? Viên phương vội cam đoan, không có, ngoại trừ ngươi ra khỏi phòng thì không còn ai nữa. Ta nhớ kỹ lắm, không sai đâu. Với lại, đêm hôm khuya khoát, người của chúng ta không có việc gì cũng không ra ngoài, ai ra vào là nhớ ngay mà. Viên Cương hỏi, có phát hiện điều gì bất thường không? Viên Phương đáp, không có, à, không nương ở trong phòng đạo gia rất lâu, có tính không? Vừa nói, ánh mắt của y vừa quan sát phản ứng của Ngưu Hữu Đạo. Kết quả, Ngưu Hữu Đạo cũng không có phản ứng gì. Viên Phương cũng chỉ thuận miệng trêu chọc, ai nghĩ đến Viên Cương lại gật đầu tính chứ. Bất cứ tình huống nào lạ thường cũng đều tính hết. Viên Phương im lặng, trong lòng chửi thầm hai câu, sau đó Viên Cương phất tay đuổi y ra ngoài, khi ra khỏi cửa, Viên Phương gái gái ót, rồi lắc đầu, chẳng biết Viên Cương làm cái trò quỷ gì nữa. Trong phòng, Viên Cương lại nghiên cứu nội dung trên tờ giấy rồi nhìn người đang nhắm mắt đằng trước, đạo ra, không sai, Trần Bá đúng là có vấn đề. Nưu Hữu đạo chậm rãi mở mắt, trong một khắc mắt hắn mở ra, một luồng hàn quang lạnh lùng lóe lên. Hắn bỏ tay ra sau lưng lấy một tờ giấy, trên giấy vẽ hình một con côn trùng kỳ quái chính là bức họa con côn trùng xuất hiện trên bức tường phía tây bên ngoài khách sạn sau khi nhìn qua một lần nghiêu hữu đạo nói bọn người đó dùng ám hiệu liên lạc với nhau nói rõ hai bên không hề biết nhau trước đó việc này đúng là có chút thú vị chỉ tùy tiện để lại một ám hiệu liên lạc lập tức có người phối hợp làm việc kín đảo phía sau nhất định là một tổ chức rất có quy mô lão già này rốt cuộc là ai lại có thể ẩn thân bên cạnh hồng nương lâu như thế hắn không ngờ đến một lão đầu quét rác ở phù phương viên, tâm phúc của quản phương nghi, chưa hề làm chuyện gì mất lòng người khác, cũng chưa hề gây ra chuyện gì, chỉ yên lặng một mình lại là một gian tế, thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Viên Cương nói, Thượng Thanh Tông đến đây là có liên quan đến Triệu Hùng Ca, có khi nào là người của Triệu Hùng Ca hay không? Như Hữu Đạo nheo mắt nói, ta cũng cảm thấy khó hiểu về việc này. Theo như lời đồn, Triệu Hùng Ca luôn trung lập giữa chính ta, không có thế lực của mình. Nhưng nhìn tình huống lúc này, y không giống như tiểu đà tiểu nháo. Chỉ làm công việc trong phạm vi nhỏ hẹp, mang ý nghĩa trêu đùa, hài hước. Viên cương không thể không nhắc nhở, đạo ra, Hồng Nương rất có khả năng cùng một bọn, cũng có thể đây là ý của Hồng Nương. Như hiểu đạo lắc đầu, nếu đúng như vậy, tổ chức này thiết lập ở phù phương viên lâu như vậy, nhất định là có tác dụng của nó, sẽ không để cho ta tùy tiện trừ tận gốc đâu. Trong quá trình này, ta cũng không cảm nhận được bất kỳ lực cản nào. Tiếp theo, có thể đi theo bên cạnh ta lâu như vậy mà không lộ ra bất kỳ sơ hở nào khả năng cũng không lớn ta lăn lộn nhiều năm trong giang hồ mắt cũng không bị mù đúng là như vậy viên cương suy nghĩ một chút rồi gật đầu biểu thị sự tán thành ánh mắt như hiếu đạo lé lên sự quỷ quyệt chậm rãi nói hơn nữa cho dù có vấn đề rồi như thế nào ta cũng không muốn trở mặt với thế lực sau lưng bọn họ có chuyện gì thì cứ thảo luận với nhau nếu bọn họ nhẫn nhục ở bên cạnh ta lâu như vậy điều này nói rõ ta còn có giá trị đối với họ. Đối phương chắc chắn sẽ đồng ý nói chuyện, thực lực trước mắt của chúng ta quá yếu, Hồng Nương vẫn có chút nội tình, có thể giữ bọn họ lại hỗ trợ chính là lựa chọn tốt nhất. Người ta đã tìm đến cửa, chúng ta tránh cũng không xong. Nếu như toàn bộ người chung quanh chúng ta đều có vấn đề, cứ phòng bị mãi, chúng ta cũng không chịu đựng nổi. Trong lòng ta có nắm chắc, gọi bà ta đến đây đi. Viên cương không nói hai lời, quay người bước ra ngoài. Một lát sau, tiếng mở cửa vang lên, quản phương nghi lắc mông bước vào, viên cương đi sau đóng cửa lại. thấy mình đến, nhưu hữu đạo vẫn nằm trên giường mà ngủ. quản phương nghi tức giận nói, gọi ta đến để thăm người giả chết à? nhưu hữu đạo nhếch miệng, cũng không mở mắt, hầu tử nói tình huống ra vào cho bà ấy nghe. viên cương lập tức đưa tờ giấy cho quản phương nghi. cái gì vậy? quản phương nghi hoài nghi, tiếp nhận tờ giấy, sắc mặt rất nhanh thay đổi, nhìn nhưu hữu đạo trầm giọng hỏi, ngươi có ý gì? ngươi đang giám sát chúng ta? giám sát như vậy, chứng tỏ hắn không tin bọn họ. Sau khi tức giận xong, bà ta lại giật mình. Bọn họ chỉ có hai ba người, nhưng lại nắm giữ tình huống người của bà ta rất kỹ càng. Quan trọng là bà ta lại không phát hiện, Ngưu Hiếu Đạo cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười, kéo tờ giấy sau lưng ra, người nhìn cái này thử, có quen không? Quản phương nghi giật lấy, mở ra xem, chỉ thấy bên trên là hình của một con côn trùng nhìn rất lạ. Bà ta lật qua lật lại tờ giấy, thấy trên giấy cũng không có vật nào khác, chỉ vẽ mỗi một con côn trùng. bà ta lắc tờ giấy, như hữu đạo, người có ý gì? đừng có chơi trò bí hiểm với lão nương. có chuyện gì thì nói thẳng đi. như hữu đạo nhìn viên cương, hất hàm về phía quản phương nhi, ra hiệu viên cương đem tình huống thuật lại cho bà ta biết. hình vẽ con côn trùng trên tờ giấy này là ta dựa theo ấn tượng bắt trước trần bá mà vẽ. ông ấy đã ấn xuống một con ở bức tường phía tây ngoài khách sạn. viên cương đem những chuyện mà hắn ta cảm thấy bất thường. Trần Bá âm thầm liên lạc với người khác, và việc bọn họ lén lút theo dõi người nói qua một lượt. Ánh mắt quản phương nghi hiện lên sự bất an, trong lòng bắt đầu có sự nghi ngờ, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, cả giận nói điều này có thể chứng minh được cái gì. Các người muốn làm gì? Như hiểu đạo trên giường đột nhiên lên tiếng, khi chúng ta vừa mới đến thành vạn tượng, đã bị người của Thượng Thanh Tông chặn lại, người không cảm thấy có vấn đề sao? Quản phương nghi chế diễu, khả năng có rất nhiều. Ta hỏi ngươi, Ngươi sẽ không cho rằng Trần Bá có cấu kết với Thượng Thanh Tông chứ? Như Hữu Đạo nói, khoảng chừng hai chục ngày trước, Thượng Thanh Tông đột nhiên rời khỏi Bắc Châu. Tính về mặt thời gian, bọn họ căn bản không có đi đường vòng, mà thẳng đến thành vạn tượng, sau đó ngăn ta lại. Mục đích của chuyến đi này của ta, ít ra 10 ngày trước ngay cả công tôn bố cũng không biết. Trước đó, người biết cũng chỉ có ngươi và hầu tử, tại sao Thượng Thanh Tông lại biết nơi ta cần đến? Có khi nào ngươi đã tiết lộ mục đích của ngươi cho huynh đệ ngươi biết không? Trong lòng quản phương nghi liên tục đưa ra phỏng đoán cho vấn đề này, nhưng ngoài miệng vẫn biện hộ ta đã nói qua, huynh đệ phù phương viên đã đi theo ta nhiều năm, tuyệt sẽ không có vấn đề. Nếu thật sự có vấn đề, cũng không chờ đến ngày hôm nay. Trần bá ở bên cạnh ta cũng đã 30 năm, nhiều lần cứu mạng của ta. Ai cũng có khả năng có vấn đề, nhưng ông ấy thì không. Ngươi sẽ không cho rằng 30 năm trước Thượng Thanh Tông đã cài người bên cạnh ta chứ? Như hữu đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo, với năng lực của Thượng Thanh Tông, hoàn toàn không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Thiệu Bình Ba. Lần này Thượng Thanh Tông có thể rời khỏi Bắc Châu, là có người đã ra tay, chính là yêu ma lĩnh triệu Hùng ca. Triệu Hùng ca, quản phương nghi giật mình, Nưu Hữu đạo tiếp tục nói, triệu tập 100 đệ tử tinh nhuệ của ba phái bí mật đến đây, ta chỉ nói đùa, hầu tử cũng không coi là thật, nhưng bên phía người của ngươi, có khả năng có người tưởng thật. Quản phương nghi nghẹn họng, trước đó bà ta cảm thấy việc nghiêu hữu đạo muốn diệt môn thượng thanh tông có chút quá đáng, thì ra chỉ là giả. sáu 660, giúp huynh phát tài. Một lát sau, bà ta đã hiểu ra, đó chỉ là một cái bẫy cố ý bày ra, muốn nói cho người bên cạnh bà ta nghe, giả bộ đẩy thượng thanh tông vào nguy hiểm diệt môn, chính là muốn trong tình huống khẩn cấp, gian tế đang tồn tại không thể không ra tay tiết lộ tin tức, sau đó bọn họ mới có cơ hội bắt được gian tế. Thật sự là trần bá sao? Quản phương nghi khó mà chấp nhận sự thật này, vẫn phản bác, không thể nào, nhất định là có hiểu lầm. Nghiêu hữu đạo nói, có thể ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy mà không bị người ta phát hiện, đúng là ẩn tàng đủ sâu. Ta cảm thấy rất hiếu kỳ, rốt cuộc trên người ngươi có bí mật gì, đáng giá cho người nào đó hoặc thế lực nào đó bỏ ra 30 năm trên người ngươi. Quản phương nghi nhìn hình vẽ con côn trùng trên tờ giấy, cắn răng một cái, bỗng nhiên quay người nói, để ta tìm ông ấy đối chất. Dừng lại, Nghiêu hữu đạo ngăn cản một tiếng, quản phương nghi dừng bước, xoay người lại, ánh mắt có chút tức giận có phải ngươi hoài nghi luôn cả ta không như hữu đạo nói chẳng lẽ xảy ra chuyện như vậy hoài nghi là có lỗi sao không nương trong lòng ngươi chắc cũng rõ ta vẫn luôn tin tưởng ngươi quản phương nghi nghiêng đầu sang một bên hư lạnh có trời mới biết là ngươi nói thật hay nói dối như hữu đạo hỏi ngươi muốn ta nói thật chỉ sợ lời nói thật của ta ngươi lại không thích nghe quản phương nghi lập tức quay đầu lại nói nói Ngưu Hữu Đạo nói mà chẳng thèm nghĩ, đây chính là ngươi bảo ta nói. Đáng tiếc, tuổi ngươi lớn quá, nếu không, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Quản Phương Nghi trợn tròn mắt, một đôi giày theo dưới chân trực tiếp đập tới, sau đó bà ta lao thẳng vào Ngưu Hữu Đạo. Tình huống vô cùng thê thảm, Quản Phương Nghi cưỡi lên người Ngưu Hữu Đạo, hận không thể bóp chết hắn. Viên Cương đứng bên cạnh cũng không biểu hiện gì, bước sang một bên quan sát tấm bản đồ, mọi việc chẳng liên quan đến hắn ta. Cho đến khi Như Hữu Đạo trên giường liên tục xin tha, quản Phương Nhi mới ý thức được bà ta cưới lên người hắn hoàn toàn có chút bất nhã, gương mặt không khỏi đỏ lên, vội kéo lại váy áo chỉnh tề, nhặt chiếc giày thiêu trên giường mang vào chân, miệng chửi mắng ta sẽ bóp chết tên khốn nhà ngươi. Mắng thì mắng, nhưng trong lòng lại thật sự dễ chịu, lòng giả cũng mềm đi không ít. Nghiêu Hữu Đạo than thở một trận, sau đó ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo, thuận tiện nhắc nhở, đã buộc ông ấy hiện hình, sự thật có đúng hay không cũng không quan trọng. Người có nghi ngờ gì thì để sau hãy nói. Bây giờ, người đã biết thì tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Ta muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Thượng Thanh Tông, không thể mơ hồ tiếp chiêu được, muốn bước người đứng đằng sau Thượng Thanh Tông hiện thân. Nếu bây giờ người phá hỏng, chẳng phải ta uổng phí công sức sao? Quản phương nghi im lặng, nghĩ lại cũng đúng, nhưng miệng vẫn mắng, âm hiểm xảo trá. Sau khi mắng xong, bà ta bước đến ngồi xuống bên cạnh giường, gương mặt phiền muộn, trong lòng khó mà tiếp nhận được Trần Bá là gian tế. Như hữu đạo ngồi xếp bằng, ông ấy đến bên cạnh ngươi bằng cách nào? Ánh mắt quản phương nghi lộ ra thần sắc suy tư, ta gặp ông ấy trên đường. Lúc đó ông ấy bị trọng thương, ngã gục bên đường, ta đã ra tay cứu ông ấy. Ta có hỏi lai lịch của ông ấy, nhưng lão không chịu nói. Ta thật sự cũng không cầu ông ấy hồi báo, ông ấy vẫn một mực đi theo ta. Khi ta gặp phiền phức, ông ấy đã ra tay cứu ta. Về sau, ông ấy cũng không cầu ta, ta cũng không miễn cưỡng cứ như vậy mà thuận theo tự nhiên đi theo ta. Chớp mắt đã 30 năm trôi qua, trong khoảng thời gian đó, ta gặp qua không ít phiền phức, ông ấy nhiều lần liều mình cứu ta, nhưng chưa hề đòi hỏi ta bất cứ điều gì. Sự thật chứng minh ông ấy đến bên cạnh ta không phải vì tư sắc, làm sao có thể là gian tế, là lừa gạt ta cái gì. Ta vẫn cho rằng ông ấy thích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Nhắc đến cũng lạ, cho đến bây giờ ta cũng không biết ông ấy tên gì, ông ấy cũng không nói. Nghe bà ta lại nhảy một trận, nhiều hữu đạo cảm thấy nghĩ không ra. Gian tế không phù hợp với lẽ thường, khiến cho người ta khó hiểu thật. Tại một góc hẻo lánh của một con hẻm, một gian nhà nhỏ phát ra ánh sáng lờ mờ. Có thể nhìn ra được đây là nơi chứa mấy thứ đồ linh tinh, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn vuông bên cạnh chiếc giường, chỗ trống còn lại để di chuyển cũng không nhiều. Lúc này, trên bàn vuông bầy rượu thịt phong phú, chẳng thích hợp với hoàn cảnh nơi này. Có hai người ngồi đối diện nhau, Lục Thánh Trung đang bồi tiếp một gã đàn ông mặc quần áo rất tồi tàn uống rượu. Gã đàn ông tên Triều Thắng Hải là người của thành Vạn Tượng, cũng thuộc tầng lớp nhà nghèo xuống dốc ở đây. Thời gian trước Triều Thắng Hải sống cũng rất tốt, có một cửa hàng và một tòa trạch việt. Nhưng gã lại đam mê cờ bạc, chẳng những thua sạch tài sản, ngay cả vợ của mình cũng mất luôn. Bây giờ chỉ có thể làm tạp vụ cho người ta, nhưng lại lười biếng. Chẳng ai muốn dùng loại người này, cho nên thời gian qua gã sống tương đối nghèo khó. Ban đầu. Theo lý, loại người này không chết đói ở thành Vạn Tượng thì cũng chẳng còn cách nào sinh sống ở đây. Nhưng vì tổ phụ của gã còn sống, địa vị của ông ấy bên trong Vạn Thú môn không thấp, là trưởng lão triều kính của Vạn Thú môn. Mặc dù người ta không ưa gã cháu này, nhưng chết đói ai cũng không thể để cháu trai của triều trưởng lão chết đói. Bởi vậy, mọi người đã cho gã một chỗ dung thân nho nhỏ, mỗi tháng đều cung cấp lương thực tối thiểu để qua ngày. Nếu hỏi vì sao triều trưởng lão không ra mặt chiếu cố con cháu của mình, để con cháu của mình sống kham khổ như vậy, thật sự cũng rất bất đắc dĩ. Đầu tiên, một môn phái tất có quy củ của nó. Nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, thân là trưởng lão, không thể lấy việc công làm việc tư được. Tiếp theo, triều trưởng lão cũng khá đa tình, thê thiếp có danh phận hoặc vô danh không ít. Nhiều năm tích lũy lại, con cháu của triều trưởng lão trong thành vạn tượng này cũng có đến mấy trăm. Nếu con cháu nào cũng chiếu cố hết, chỉ sợ cũng chiếu cố không nổi ngay chính bản thân ông ta cũng còn không nhận ra hết con cháu của mình. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thân phận của triều trưởng lão bày ra đó, vô hình lại là một sự chiếu cố đối với con cháu của ông ta. Ví dụ như, triều thắng hải vốn có cửa hàng và trạch viện của cha gã để lại, hoàn toàn có thể cả một đời cơm áo không lo, nhưng đến đời triều thắng hải thì lại quá thất bại. Bất kể thế nào, bách tính trong thành vạn tượng có vạn thú môn che chở, một mực an cư lạc nghiệp, so với dân chúng bên ngoài trong thời loạn thế này thì tương đối an nhàn, ít ra cũng không lo lắng đến tính mạng. Triều Thắng Hải được xem là phần tử ngoại lệ kia, sau khi Lục Thánh Trung đi dạo nghe ngóng một phen trong thành, về sau lại chọn chúng cái tên nghèo kiết xác này. Sau khi nâng ly cạn chén, Lục Thánh Trung rót rượu tiếp, ân cần không thay đổi, Triều Huynh, mong Huynh nói thêm vài tiếng cho lệnh Huynh bên kia nhé. Triều Thắng Hải uống đến mặt đỏ đến mang tai vỗ ngực cam đoan, người yên tâm đi, ta và thập cửu ca chơi với nhau từ nhỏ, việc này cứ bao hết cho ta, Ta nhất định sẽ nhờ thập cửu ca ra mặt giúp người hóa giải khúc mắc này. Người ở tống kinh dám không nể mặt vạn thú môn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Triều thắng hải khinh thường trong lòng, gã có thể tìm đến, tất nhiên là đã thăm dò tình huống trước. Trong số các con cháu đông đảo của triều kính cũng chỉ có một mình triều thắng hoài, cũng chính là vị thập cửu ca này là thích hợp để tu luyện, nhưng thiên phú tu luyện lại có hạn, tiền đồ chưa nói đến quang minh nhưng vì nể mặt triều kính mới kiếm được một địa vị không trên không dưới ở vạn thú môn. Nhưng đây mới là nguyên nhân mà Lục Thánh Trung coi trọng, gã cười lấy lòng, vâng, vâng, có mặt mũi của triều trưởng lão, nhất định sẽ không thành vấn đề. Ờ, triều thắng hải ợ lên một hơi rượu, ánh mắt xảo hoạt, Lý Huynh, giúp đỡ thì giúp đỡ, nhưng đạo lý thì phải nói cho rõ ràng. Thập cửu ca cũng không có khả năng bởi vì bữa tiệc rượu của ta và ngươi mà ngàn dặm xa xôi chạy đến tống kinh giải quyết mâu thuẫn cho ngươi. Dù sao ngươi cũng phải có một lời giải thích chứ. Chương 661A, à, là ngươi. Một, mấy lời này nằm trong dự liệu của Lục Thánh Trung, nếu không, gã cũng không tìm đến. Gã hơi nghiêng về phía trước, Triều Huynh yên tâm đi, sau khi chuyện thành công, nhất định sẽ có hồi báo. Nói xong, gã lấy ra hai kim tệ, đẩy đến trước mặt đối phương. Ánh mắt Triều Thắng Hải sáng lên, đối với tu sĩ mà nói, hai kim tệ chẳng tính là gì, nhưng đối với tình cảnh trước mắt của gã mà nói, nó có thể giúp gã sống được ngày tháng tốt lành. Nhưng gã vẫn chưa lấy ngay, chỉ gật gù nói, sau khi chuyện thành công, hồi báo như thế nào vẫn phải nói cho rõ ràng nếu cứ mơ hồ ta không cách nào nói rõ với thập cửu ca dễ thôi lục thánh trung thấp giọng nói ta sẽ giúp huynh phát tài ta biết chỗ của một con gấu kim vương bước ra khỏi căn phòng âm u đi bộ trong con hẻm tối lục thánh trung thi pháp giải rượu loại bỏ mùi rượu nồng đậm trên cơ thể gã vừa đi vừa tháo tấm mặt nạ xuống để lộ một tấm mặt nạ khác áo khoác trên người cũng cởi ra luôn bên trong vẫn còn một áo khoác màu sắc khác cứ như vậy mà tiện tay ném vào rảnh nước bẩn, không thèm quan tâm. Chỉ cần rời khỏi chỗ này, Triều Thắng Hải cũng chẳng biết gã là ai. Khi chuyện xảy ra, cho dù vạn thú môn điều tra, cân nhắc đến trong thành nhiều người như vậy, muốn bắt được gã, nằm mơ đi. Về phần Triều Thắng Hoài có đắc thủ hay không, đây không phải là chuyện gã cần lo lắng. Có thể đắc thủ thì tốt, không đắc thủ, nhưng khiến cho nghiêu hữu đạo phát sinh xung đột với vạn thú môn cũng tốt. Gã cũng có thể bàn giao với thiệu bình ba, Chứng minh gã đã tận lực. Lượn quanh một hồi, gã ngừng lại trước lối ra của một con hẻm khác. Xác nhận bên ngoài không có ai đi qua, lúc này gã mới bước ra ngoài. Đi bộ trên con phố đêm, xuyên qua nửa thành vạn tường về đến trạch viện mà gã đã thuê. Khi mở cửa, gã thuận tay tháo một tấm bảng hiệu đang treo ngoài cửa, trên bảng hiệu có viết hai chữ cho thuê. Bảng hiệu này là do gã treo lên, không sai, chính gã đã thuê lại trạch viện này, bây giờ lại muốn cho thuê lại. Đương nhiên đây chỉ là dự định ban đầu của gã, chỉ để tìm kiếm mục tiêu thích hợp. Sau khi tìm được chiều thắng hải, gã không còn ý định treo tấm bảng này nữa. Sau khi đẩy cửa bước vào, sau lưng gã đột nhiên vang lên tiếng hỏi, bằng hữu trạch viện này thuê bao nhiêu tiền một ngày. Lục Thánh Trung quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông dáng người gầy gò mặc áo đen đang đứng bên đường, liền đáp lại 100 kim tệ một ngày. Trên thực tế, khi gã thuê, chủ trạch viện chỉ đòi 10 kim tệ một ngày. 10 kim tệ một ngày đã là giá trên trời, nhưng bình thường thành vạn tượng rất vắng vẻ, chỉ khi nào hội linh thú diễn ra mới tập trung rất nhiều người. Mỗi một kỳ hội linh thú, bách tính thành vạn tượng sẽ có cơ hội phát tài. Nhà ai có điều kiện đều không muốn bỏ lỡ. Đương nhiên, mấy trạch viện bình thường cũng không quá 10 kim tệ một ngày. Nhưng trạch viện này tọa lạc tại một vị trí rất yên tĩnh, mặc dù không lớn nhưng hoàn cảnh xem như không tệ, vì thế mới cho thuê với giá cao như vậy gã không định đầu cơ trục lợi kiếm giá tranh lệch vào lúc này. Nguyên nhân gã cho thuê trạch viện này cũng rất đơn giản. Người đồng ý bỏ ra 100 kim tệ một ngày để thuê không phải hạng người đơn giản, nhất định sẽ có được thực lực mang đến phiền phức cho Ngưu Hữu Đạo. Chạy khắp nơi tìm kiếm mục tiêu, rồi chủ động tới cửa tiết lộ tin tức rất nguy hiểm, dễ dàng khiến người ta hoài nghi. Thân là chủ nhà cho thuê, trong lúc vô tình tiết lộ tin tức thì đơn giản và ổn thỏa hơn nhiều. Về phần cho thuê lại nhà có thể khiến cho chủ nhà cũ vui hay không vui, chuyện này cũng không cần thiết phải lo lắng. Ta muốn xử lý như thế nào là chuyện của ta, ta cũng chẳng chiếm trạch viện, cũng không phá hư trạch viện của ngươi, lại chẳng mang nó đi đâu, cho nên ta không tính là phạm sai lầm. Điều lo lắng duy nhất chỉ là có cho thuê được ra ngoài hay không. Được, người đàn ông áo đen gật đầu, 100 thì 100. Nghe xong, Lục Thánh trung chấn kinh quay lại, chăm chú quan sát đối phương một chút. Gã chỉ nói đại mà thôi, không nghĩ đến có người có tiền thuê lại như thế gã không ngại gây thêm phiền phức cho nghiêu hữu đạo lục thánh trung đứng bên trong cửa đưa tay ra hiệu mời vào người đàn ông áo đen vỗ tay trong bóng tối đằng xa truyền đến tiếng vó ngựa một người mặc đồ trắng chạy đến thời gian dần trôi màu trắng càng lúc càng rõ ràng là một cô gái mặc áo trắng như tuyết gương mặt được che bởi một chiếc khăn lụa trắng nhìn cơ thể và hình dáng khá quyến rũ xem ra nhan sắc không tệ sau lưng cô gái còn có bốn con ngựa một con ngựa trống không và ba con ngựa có người cưỡi toàn thân đều mặc áo đen giống như người trước mắt bốn con ngựa đậu trước cổng ánh đèn lồng trước cửa chiếu xuống gương mặt che nửa của cô gái ánh mắt nàng ta lạnh lẽo quan sát trạch viện một chút sau đó cùng với những người kia tung mình nhảy xuống ngựa lục thánh trung dẫn đám người này vào bên trong đầu tiên là dẫn bọn họ đi quan sát hoàn cảnh trạch viện một chút mấy con nguyệt điệp được thả ra xem xong cô gái mặc áo trắng nhàn nhạt hỏi không biết tôn tính đại danh của các hạ là gì Lục Thánh Trung trả lời, Chu Giang, gã trả lời là tên của chủ cho thuê nhà, cũng không báo tên thật của mình. Sau khi đi vòng trạch viện một vòng, cô gái mặc áo trắng cũng không có ý kiến. Thuộc hạ của nàng ta đại diện nàng đứng ra làm hợp đồng thuê nhà, chuẩn bị trả tiền giao nhận ngay tại chỗ. Nhìn thấy hợp đồng mà người áo đen đã làm xong, Lục Thánh Trung vừa cười vừa hỏi một câu, ta nhìn các vị chắc là đến thành vạn tượng để phát tài phải không? Người đàn ông gầy gò dẫn đầu hỏi, tại sao ngươi biết? lục thánh trung cười ha hả khách từ bên ngoài đến đây bán kỳ cầm dị thú cho vạn thú môn là chuyện rất bình thường rất nhiều người dựa vào công việc này mà phát tài vừa nãy ta còn nghe được một câu chuyện rất thú vị nói phòng chữ đinh lầu hai khách sạn thiên vận trong thành có một con gấu yêu chuyện thú vị người đàn ông gầy gò hỏi gấu yêu thì có liên quan gì đến chuyện thú vị lục thánh trung đáp nghe nói đó không phải gấu yêu bình thường là gấu kim vương trong dị lục thú người ta nói nó là do lừa gạt mà có con gấu yêu đó thật đáng thương bị người ta lừa gạt cũng không biết chỉ sợ đám người kia không phải khách quý chân chính nếu không bọn họ đã được vạn thú môn mời đến biệt viện trong núi rồi sao có thể ở thành vạn tượng được lại càng không thuê một khách sạn bình thường thử hỏi ngay cả ta mà còn biết tin tức này khó tránh khỏi không có người nghĩ cách nhúng tay vào dù sao bán cho vạn thú môn ít nhất cũng kiếm được trăm vạn kim tệ có cơ hội phát tài như thế người ta động tâm cũng là chuyện bình thường gã ám chỉ như hữu đạo không có thực lực gì có thể yên tâm mà đoạt người đàn ông gầy gò nhìn cô gái mặc áo trắng thấy nàng ta cũng đang chăm chú lắng nghe liền hỏi trên địa bàn của vạn thú môn còn có thể có ai đoạt qua vạn thú môn chứ lục thánh trung khoát tay vạn thú môn chúng ta làm sao có thể làm ra chuyện đen ăn đen chứ nếu làm như vậy một khi thanh danh bị bêu xấu về sau ai dám đem kỳ cầm dị thú đến cửa nữa hợp đồng đã được làm xong lục thánh trung nhìn qua một lần xác nhận không sai, liền thu tiền thuê nhà. Hai bên ký hợp đồng, xem như mọi chuyện đã xong. Sau khi làm ra vẻ chủ nhà, bàn giao lại những thứ cần chú ý, mời các vị khách nghỉ ngơi sớm một chút, Lục Thánh Trung liền cáo từ. Gã đi lần này cũng không có ý định quay lại, tiền đặt cọc đã trả cho chủ thuê nhà cũng chẳng thèm lấy luôn. Người đàn ông gầy gò tiến Lục Thánh Trung ra cửa, sau đó đóng cửa quay lại, thấy cô gái áo trắng đứng ngắm trăng sáng dưới mái hiên, liền chắp tay nói, Sơn Chủ, hãy nghỉ ngơi sớm một chút đi. Chương 662, a, à, là ngươi." Hai, cô gái mặc áo trắng chậm rãi nói, "Gã ta không phải Chu Giang." Người đàn ông gầy gò kinh ngạc hỏi, "Sơn chủ dựa vào cái gì mà kết luận gã ta không phải?" Cô gái áo trắng cũng không giải thích, "Việc này có chút kỳ lạ, cử hai người đi giám sát gã đi." Người đàn ông gầy gò cũng không hỏi nhiều, phất tay gọi người, có hai người nhanh chóng rời đi. Cô gái áo trắng bước xuống bậc thang, chậm rãi đi bộ dưới ánh trăng, đánh giá Trạch viện, ánh mắt hiện lên hồi ức hỏi nàng vì sao nàng biết người kia không phải Chu Giang, là bởi vì nàng biết tổ tiên Chu Giang. Tổ tiên Chu Giang chính là trưởng môn tiền nhiệm của vạn thú môn Chu Xích Thành, mà nàng ta năm đó lại là linh sủng của Chu Xích Thành. Chu Xích Thành là chủ nhân của nàng ta, đó đã là chuyện của 100 năm trước, khi Chu Xích Thành bước vào điệp mộng huyến giới, đã một đi không trở lại. Mãi cho đến khi điệp mộng huyến giới đóng lại cũng không ra ngoài. Khi điệp mộng huyến giới mở ra lần nữa, vạn thú môn phái ra rất nhiều đệ tử tiến vào bên trong tìm kiếm tổn hao binh tướng cũng không tìm được chu xích thành vạn thú môn không thể không có trưởng môn về sau đã có người thay vào đó lúc này nàng ta vẫn là một cô gái nhỏ cảm thấy không vui nên gây ra rất nhiều chuyện không để ý đến tâm trạng của người kế nhiệm nể mặt chu xích thành mặc dù không làm gì nàng ta nhưng đã trục xuất nàng ta khỏi vạn thú môn về sau nàng ta trưởng thành đạt được thành tựu trong tu luyện mỗi lần điệp ngộng huyễn giới mở ra, nàng ta cũng sẽ giống như hôm nay, chạy vào tìm kiếm. Về phần hậu nhân của Chu Sích Thành, hiển nhiên không còn phong quang như lúc Chu Sích Thành còn tại vị. Mỗi lần nàng đến, đều sẽ im lặng mà giúp đỡ, có thể là tiền bạc. Lần này cũng giống như vậy, cho nên mới đồng ý trả 100 kim tệ một ngày để ở lại, thử hỏi làm sao nàng ta không biết chủ đích thật của căn nhà này là Chu Giang chứ. Cũng không biết nhớ lại chuyện cũng được bao lâu, ánh trăng dần dần mờ nhạt người đàn ông gầy gò quay lại, chắp tay bẩm báo, sơn chủ, chu giang đó đúng là có vấn đề, liên tiếp thay đổi dung mạo và hành tung, cuối cùng dừng lại tại một khách sạn. hồ tử đang theo dõi bên đó, có cần ra tay bắt gã lại không? cô gái áo trắng lặng lẽ nói, tự dưng mang phiền phức đến cho mình làm gì? thành vạn tượng là nơi để chúng ta tùy tiện ra tay sao? sự việc còn chưa làm rõ, sao có thể mù quáng làm loạn được? trước theo dõi tình huống rồi nói sau, người đàn ông gầy gò lên tiếng, vâng. Cô gái áo trắng nói, gã cố ý đề cập đến gấu kim vương, xem ra là có mưu đồ khác. Người đi thăm dò tình huống, nắm chắc tâm lý, đề phòng bất chắc. Sáng hôm sau, quản phương nghi đẩy cửa bước vào, nhiều hữu đạo đang cầm khăn ướt lau mặt. Quản phương nghi vén váy, bắt chéo chân ngồi trên ghế một bên. Hắn ném khăn ướt vào trong chậu, viên phương bưng chậu nước ra ngoài. Sau khi nhìn mình trong gương, nhiều hữu đạo hỏi, bên thượng thanh tông không có đến sao? Quản phương nghi đáp, không có nghiêu hữu đạo chế diếu xem ra vị đường trưởng lão đó rất cương liệt không chịu nhận thua ha ha tốt nhất là thả chết chứ không khuất phục hắn đoán đám người đường nhi đã không thuyết phục được đường tố tố nếu không bọn họ đã sớm tìm đến cửa rồi đường đường là đàn ông mà soi gương cũng tốn thời gian chẳng thua gì phụ nữ hiểu lầm thôi chỉ là công phu trải đầu không đến nơi đến chốn. quản phương nhi đứng dậy bước đến trong thành gián bố cáo đêm qua vạn thú môn đã xem sao trời xác định điệp mộng huyến giới sẽ mở ra vào giờ mùi chiều nay. Người có muốn vào trong xem một chút không? Xác nhận búi tóc đã hoàn chỉnh, Nghiêu Hữu Đạo đứng thẳng người trước gương, cười nói, bỏ qua cơ hội lần này, phải chờ thêm 10 năm nữa. Chúng ta đã đến rồi, sao có thể không thuận tiện mở mang kiến thức một chút? Cái gọi là điệp mộng Nguyễn giới, nghe nói là hành cung của Hoàng đế Thương Tụng Vũ Triều. Sau khi Thương Tụng biến mất, trước khi Võ Hậu Ly Ca biến mất theo, đã thiết lập đại trận phong tỏa điệp mộng huyến giới. Nhưng có một điều Ly Ca đã không dự liệu được, cứ 10 năm một lần, dưới sự ảnh hưởng của sức mạnh tinh trận, đại trận phong tỏa sẽ xuất hiện sơ hở, lối vào điệp mộng huyễn giới sẽ mở ra trong 3 ngày. Cửa vào nằm ngay bên trong vạn thú môn, hội linh thú cũng sẽ được tổ chức vào khoảng thời gian này, coi như phương thức dùng để chiêu đãi tân khách bốn phía, để khách tới được mở mang tầm mắt. Người nào lén lén lút lút đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát của viên cương, như hữu đạo cao mày, liếc mắt nhìn quản phương nghi. Đúng lúc này, tiếng của viên phương từ bên ngoài truyền vào a à, là ngươi như hữu đạo lập tức quay người bước ra cũng muốn xem thử người đó là ai tại sao viên phương lại biết bên ngoài hành lang một người đàn ông gầy gò đang bị viên cương cản lại đang cùng với viên phương đằng sau mắt lớn chừng mắt nhỏ viên phương dường như không nhớ nổi tên của đối phương vỗ chán nói ngươi là người ở vân sơn đã từng cản đường cướp đồ của chúng ta viên cương đang cảnh giác liền giật mình người của độ vân sơn Mặc dù hắn ta không tham gia vào chuyến đi đến Độ Vân Sơn, nhưng hắn ta biết nhiều hữu đạo có quan hệ với Độ Vân Sơn. Gã đoán đối phương đến đây là tìm đạo gia, người đàn ông gầy gò bị khí thế của viên cương chấn trụ. Không hiểu sao khí thức trên người đối phương làm gã có chút e ngại. Gã quay sang nhìn viên phương bước ra từ phòng chữ đinh, đột nhiên không còn gì để nói. Chẳng lẽ gấu yêu mà tên Chu Giang đã nói chính là người này? Thấy mặt viên phương quen quen, chắc là có quen biết nhưng gã lại không nhớ nổi là ai, bởi vì gã và viên phương chưa hề giao tiếp với nhau ngay cả tên của viên phương gã còn không biết chỉ nhìn lướt qua mặt mà thôi nếu hắc mẫu đơn còn sống gã nhất định có thể nhận ra về phần cản đường cướp bóc đối với người của độ vân sơn mà nói là chuyện quá bình thường gã cũng không nhớ nổi mình đã từng đoạt bao nhiêu món đồ ở độ vân sơn bây giờ chỉ nhìn mặt viên phương thôi thật sự gã nhớ không ra điều quan trọng chính là viên phương vừa mới tiết lộ thân phận độ vân sơn của gã khi đến đây, gã không ngụy trang, cũng chính vì sợ người ta hoài nghi. Ai ngờ lại đụng phải người quen, thì ra là hầu kình thiên hầu huynh đệ. Như hữu đạo xuất hiện, liếc mắt một cái là có thể nhận ra người bị ngăn lại là ai, lập tức vui vẻ bước đến. Hắn cũng có quen biết với một số người ở độ Vân Sơn. Người này lại càng là người kết giao nhiều nhất, tất nhiên là có ấn tượng. Người đàn ông gầy gò sửng sốt, miệng há thành hình chữ không, hoàn toàn im lặng. Gã có thể không biết phiên phương, chẳng lẽ nghiêu hữu đạo còn không biết sao vừa đến độ vân sơn hắn đã kết bái với chủ nhà cũng không dễ dàng quên được bây giờ người ta đã là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh trong giới tu hành ngay cả chủ nhà mỗi lần nhắc đến cũng phải cảm thán nói cái gì là đánh bậy đánh bạ không ngờ lại kết bái được với một đại nhân vật chủ nhà còn đề cập đến không biết vị huynh đệ kết bái kia có thể đến độ vân sơn hay không nghe ý tứ trong lời nói nếu vị huynh đệ kết bái đó đến nhất định y sẽ nhiệt tình chiêu đãi không qua loa như lần gặp mặt đầu tiên, đoán chừng sẽ đối đãi với hắn như huynh đệ kết bái thật sự. Chủ nhà còn cân nhắc muốn đến quận Thanh Sơn, nhưng rồi nghĩ lại danh tiếng của người ta trong giới tu hành quá lớn, trước đó lạnh lùng đối đãi, bây giờ chạy đến rất dễ khiến người ta hiểu lầm, cho rằng nịnh bợ, vì thế mới không thực hiện. Thật ra gã biết, chủ nhà cũng có ý nịnh bợ, muốn giữ gìn mối quan hệ. Thực lực tu hành của Độ Vân Sơn có lẽ cao hơn người này, nhưng lại không thể so sánh với nhân vật chi phối chư hầu một phương, hoàn toàn là hai khía cạnh khác nhau. Nếu chẳng may ngày nào đó Độ Vân Sơn không còn ở nước triệu nổi nữa, nếu cố gắng còn có thể đến cảnh nội Nam Châu nước triệu để yên thân cũng được. chương 663, lại là tên khốn kiếp. Người khiến cho chủ nhà phải lo lắng không nghĩ đến lại bị gã trùng hợp bắt gặp ở đây. Không sai, gã chính là người của Độ Vân Sơn, tâm phúc của chủ nhà Độ Vân Sơn Vân Hoan, Hầu Kình Thiên. Thả người ra đi, như hữu đạo khoát tay, ra hiệu đám người viên cương tránh ra, mỉm cười nói với hầu kình thiên thế nào người dễ quên đến như vậy sao không nhận ra ta à hầu kình thiên vội chắp tay xin ra mắt đạo gia thấy cảnh tượng như vậy những người còn lại nhìn nhau hóa ra là người quen thật như hữu đạo nói mấy năm không gặp phong thái của hầu huynh vẫn như cũ hầu kình thiên vội cung kính đạo gia quá khen ta không dám nhận gã cung kính là cung kính thật sự năm đó như hữu đạo bị người truy sát gã có thể không để vào mắt nhưng bây giờ thì khác đả thương đệ tử thiên hỏa giáo, lại có thể toàn thân trở ra, tạo dựng tên tuổi trong giới tu hành. Lực ảnh hưởng trong thế tục càng lúc càng lớn, thiên hạ có 200 châu, có lời đồn người này có thể chi phối một châu. Nói cách khác, hắn đã có lực ảnh hưởng hơn 200 phần trong thiên hạ thế tục. Tuy tỷ lệ hơi nhỏ, nhưng tuyệt đại đa số người trong giới tu hành lại không làm được, rất nhiều môn phái tu hành cũng không làm được. Người này đi đến đâu, đều có người muốn kết giao, lực ảnh hưởng không phải độ vân sơn có thể so sánh thế cục xem ra đã cách độ Vân Sơn vạn dặm. Như Hữu Đạo cười hỏi, mấy năm không gặp Vân Đại Ca, không biết Vân Đại Ca như thế nào rồi. Hầu Kinh Thiên cung kính đáp lại, hết thảy đều mạnh khỏe. Như Hữu Đạo ngạc nhiên hỏi, người đến tìm ta sao? Có phải Vân Đại Ca cũng đến không? Hầu Kinh Thiên đáp, không có. Ta chỉ phụng mệnh rời núi làm ít việc, đi tìm kiếm khách sạn để dừng chân, không nghĩ đến lại gặp đạo gia ở đây. Thật sự là may mắn, Nhiêu Hữu Đạo nghiêng đầu ra hiệu, nếu đã đến rồi thì ở chung một chỗ đi, có gì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Nói thật, hắn cũng muốn hỏi thăm tình huống của Đỗ Vân Sơn. Hầu Kình Thiên chắp tay, cảm ơn ý tốt của Ngưu Hữu Đạo, đạo gia, ta phụng mệnh làm việc, tạm thời có chỗ không tiện. Đợi ta làm xong việc trước, ta sẽ quay lại bồi tội với đạo gia. Gã đã nói như vậy, Ngưu Hữu Đạo cũng không miễn cưỡng, tùy tiện khách sáo vài câu, rồi mặc cho đối phương rời đi. Khi xuống lầu, trong lòng Hầu Kình Thiên thầm nhủ, cái gì mà gấu kim vương bị lừa gạt chứ? Gã đã từng gặp qua viên phương, y là người của Ngưu Hữu Đạo, làm gì có chuyện lừa gạt chứ? Đứng trên hành lang, Ngưu Hữu Đạo nhìn viên cương. Viên cương hiểu ý, nói không giống như ngẫu nhiên gặp phải, chắc chắn là gã đến đây điều tra cái gì đó. Chạy đến đây điều tra, Ngưu Hữu Đạo nhướng mày. Đối với hắn mà nói, sự việc này chắc chắn có vấn đề. Hắn là người có tính cảnh giác rất cao, liền quay sang nói với quản phương nhi, hãy giám sát cặn kẽ một chút. Quản Phương Nghi lập tức dặn dò hứa lão lục. Sau khi bước vào phòng của Ngưu Hữu Đạo, Quản Phương Nghi hỏi Độ Vân Sơn của nước triệu. Người có qua lại với Độ Vân Sơn sao? Nhắc đến Độ Vân Sơn, Ngưu Hữu Đạo có chút nhức răng. Trở lại trạch viện, Hầu Kinh Thiên đến thẳng phòng cô gái áo trắng, bẩm báo, sơn chủ, sự việc ở khách sạn thiên vận có chút khác lạ, gặp được người quen. Cô gái áo trắng đang tính tỏa trong phòng không ai khác chính là sơn chủ Độ Vân Sơn, cũng là mẫu thân của chủ nhà Độ Vân Sơn Vân Hoan, Vân Cơ. Ánh mắt Vân Cơ hơi liếc qua, chờ gã nói tiếp. Hầu Kình Thiên nói, cái gọi là Gấu yêu kia chính là người của Ngưu Hữu Đạo. Năm đó, Thuộc Hạ đã từng gặp qua bọn họ, với lại, Ngưu Hữu Đạo đang ở trong khách sạn Thiên Vật, Thuộc Hạ đã gặp hắn ở đó. Gấu yêu và Ngưu Hữu Đạo đang ở cùng một chỗ. Dù Vân Cơ rất bình tĩnh, lúc này cũng không nhịn được mà ngạc nhiên. Ngưu Hữu Đạo, nhớ đến người này, sắc mặt nàng ta hơi chìm xuống, lại là cái tên khốn kiếp kia. Lúc trước sau khi quỷ mẫu rời khỏi quận Thanh Sơn, đúng là đã đến độ Vân Sơn. Quỷ mẫu và Vân Cơ là chị em tốt với nhau. Khi chị em gặp mặt, có nói đến tình hình gần đây, biết quỷ mẫu đã kết bái tỷ đệ với Nhiêu Hữu Đạo, nàng ta đã tức giận quá mức. Kết bái với con trai nàng ta chưa đủ, còn kết bái với chị em tốt của nàng ta, khiến cho quan hệ bối phận giữa nàng ta và con trai loạn hết cả lên. Sau khi cảm kích, quỷ mẫu đã hiểu ra vì sao khi bà thông báo bà muốn đến độ Vân Sơn, sắc mặt người kia rất kỳ lạ, đồng thời thoá mạ chưa thấy qua người nào loạn đến như vậy lúc đó vân hoan đang ở bên cạnh cũng vô cùng xấu hổ nhưng không cách nào yêu cầu người kia ngừng chửi mắng hầu Kinh thiên không biết việc này bối phận mẹ con bị người ta làm dối tung lên mặt mũi mẹ con vân cơ cũng không được tốt cho lắm gã tiếp tục nói sơn chủ gã chu giang giả kia giống như muốn gây bất lợi cho nghiêu hữu đạo người có cần bắt gã lại hay không không được vân cơ cho phép gã không dám tiết lộ với nghiêu hữu đạo vân cơ đã đến thành vạn tương Vân Cơ rời khỏi Độ Vân Sơn, ngay cả người của Độ Vân Sơn cũng không biết, đồng thời không ai công khai tin tức đến nơi này. Gã không biết Vân Cơ đến đây là để làm gì, cả đám chỉ đi theo làm tùy tùng mà thôi. Vân Cơ hừ lạnh, cũng không biết là nhằm vào ai, chúng ta không biết đối phương sâu cạn bao nhiêu, nếu ra tay còn chưa biết ai ăn thiệt. Không nên gây ra động tính quá lớn ở thành vạn tượng. Chiều nay điệp mộng nguyễn giới sẽ mở ra, bây giờ không phải là lúc tìm việc cho mình. Hầu Kinh Thiên hỏi, thế có cần thông báo cho Ngưu Hữu Đạo biết một tiếng để hắn cảnh giác không? Vân Cơ từ chối cho ý kiến, người cứ cho người theo dõi gã Chu Giang kia. Đợi ta xem Ngưu Hữu Đạo là hạng người gì rồi tính tiếp. Hầu Kinh Thiên hiểu ý của nàng ta, nếu nàng ta bất mãn với Ngưu Hữu Đạo, chỉ sợ sẽ khoanh tay bỏ mặc Ngưu Hữu Đạo gặp phiền phức. Không bao lâu sau, Hứa lão lục quay về khách sạn, thấy Ngưu Hữu Đạo, lập tức đem tình huống theo dõi được bẩm báo lại. Nghiêu Hữu Đạo hỏi một câu, có biết người nào đang ở trong nhà đó không? Sau khi đến khách sạn, hắn vẫn không hề ra ngoài. Khi biết được hành tung của mình đã bị tiết lộ, trong tình huống còn chưa rõ ràng, hắn không thể tùy tiện ra ngoài, ngày nào cũng nghiên cứu bản đồ, thay cho việc đến nhìn tận mắt. Hứa Lão Lục nói, không biết nữa, chỉ thấy Hầu Kình Thiên tiến vào trạch viện đó. Không rõ tình huống bên trong, ta không dám tự tiện xông loạn. Nghiêu Hữu Đạo bảo ông chỉ lại vị trí của trạch viện trên bản đồ, sau đó suy nghĩ bên trong quần sơn xanh um tươi tốt hai ngọn núi đứng vững như thanh kiếm mây mù lượn lờ chính giữa quanh năm không tiêu tan mang đến cảm giác thần bí chen lẫn với những đám dây leo màu xanh bên trong khu rừng từng nhóm người tập trung đến có nhóm hình dáng siêu nhiên giống như sơn giã phi tiên người đến đều bị sương mù lượn lờ giữa hai ngọn núi thu hút khi băng qua hai ngọn núi này mọi người sẽ tiến vào một sơn cốc tên là điệp cốc một khi đại trận mở ra cũng chính là lối vào của điệp mộng nguyễn giới trên không trung đệ tử vạn thú môn khống chế những con phi cầm cỡ lớn bay qua bay lại tuần tra đám người nghiêu hữu đạo cũng đã có mặt đang đứng trên một sườn núi đạo ra phía sau có một người nữ đi theo chúng ta mặc áo trắng viên cương nhắc nhở một tiếng mọi người giả bộ ngắm cảnh nói chuyện lập tức phát hiện đằng sau quả nhiên có một cô gái mặc áo trắng che mặt nhưng nhìn qua cũng không khác gì những người khác nhìn không ra cô gái này cố ý đi theo bọn họ biến thái quản phương nghi thầm mắng viên cương một câu Bà biết, chỉ cần Viên Cương nói có người theo dõi bọn họ, chắc chắn không bao giờ sai. Thời gian vừa qua, bà ta xem như lĩnh giáo, bà ta nhận thấy Viên Cương từ đầu đến cuối đều đặt an toàn của Ngưu Hữu Đạo lên trên hết. Hắn ta phát hiện hướng nào không ổn, liền ngăn Ngưu Hữu Đạo không đi hướng đó. Cái gã to con này giống như mọc thêm con mắt trên người. Bất cứ dị thường nào gần đó đều không gạt được con mắt của hắn ta. Năng lực này, ngay cả đám tu sĩ bọn họ cũng không bằng chương 664, lần đầu gặp phân cơ. Càng biến thái hơn, có lần đi qua một phiên chợ, mọi người phát hiện được một tên trộm. Cái gã to con này lại có thể chỉ ra được trong số những người chung quanh, ai là đồng bọn của tên trộm này. Người ta không tin, liền ra tay bắt người để xác minh, quả nhiên không sai. Bà ta không thể không thừa nhận năng lực quan sát của gã to con này đủ biến thái. Quản Phương Nghi cũng thật sự hâm mộ Ngưu Hữu Đạo, bên cạnh hắn có người như vậy làm tai mắt, chẳng khác nào bảo vật hâm mộ thì hâm mộ, nhưng bà ta rất ghét viên cương. Thái độ của viên cương đối với bà ta khiến bà ta không thể không nhận ra một sự thật, bà ta không còn trẻ nữa. Điều này làm cho một người luôn muốn mình đẹp như bà ta khó mà chấp nhận được. Ánh mắt ngắm loạn của quản phương nghi chợt dừng lại, rất nhanh, đám người như hữu đạo cũng nhìn về một hướng. Chỉ thấy đường nghi dẫn đầu 10 người, người thượng thanh tông bay đến, rơi xuống bên cạnh đám người như hữu đạo. Đường nghi gật đầu với như hữu đạo trước, sau đó đến lượt La Nguyên Công, Tô Phá. Còn có hai người nữa mà Ngưu Hữu Đạo có quen, Ngụy Đa và Độc Nhãn Què chân Đồ Hán. Ngưu Hữu Đạo và Đồ Hán nhìn nhau một chút, đối với Ngưu Hữu Đạo mà nói, khi hắn bị giam lỏng ở Thượng Thanh Tông, hắn chỉ có hảo cảm duy nhất với người đã từng chiếu cố hắn, Đồ Hán. Mãi cho đến khi hắn rời khỏi Thượng Thanh Tông, người này còn lén lút mật báo cho hắn. Sau khi rời khỏi Thượng Thanh Tông, trải qua mấy năm, đây là lần đầu tiên hai người gặp lại. Không lên tiếng, nhưng ánh mắt của Ngưu Hữu Đạo lại hiện lên ý cười, sau đó dừng lại trên người Ngụy Đa một chút rồi nhanh chóng lướt qua. Người làm cho Ngưu Hữu Đạo không chịu được chính là Ngụy Đa. Mỗi lần gã nhìn thấy hắn đều là vẻ mặt si tình, khiến cho hắn không được tự nhiên. Ngưu Hữu Đạo không thấy đường tố tố, tính cách bướng bỉnh của người phụ nữ này đúng là có thể nghĩ. Đám người đường nghi cũng không nói chuyện gì với Ngưu Hữu Đạo, chỉ lặng yên đứng bên cạnh, có vẻ như cũng muốn tiến vào điệp mộng huyễn giới. Thật ra, tiến vào điệp mộng huyễn giới cũng không phải mục đích của chuyến đi này. Bọn họ chỉ muốn quang minh chính đại theo dõi nhiều hữu đạo. Bọn họ biết nhiều hữu đạo đến đây, đoán chừng sẽ tiến vào điệp mộng huyễn giới, vì thế mọi người mới cùng nhau chạy đến. Bọn họ không biết hành động của mình đã làm cho nhiều hữu đạo tức giận. Nhiều hữu đạo muốn rũ sạch quan hệ với Thượng Thanh Tông, nhưng Thượng Thanh Tông lại công nhiên đứng cùng một chỗ với hắn. Ai dám cam đoan trong số những người đang đứng giải rác trong ngọn núi này không có ai biết bọn hắn muốn gạo nấu thành cơm à? Sắc mặt nghiêu hữu đạo hơi ngưng lại, hư một tiếng, vô cùng bất mãn. Trong lúc không khí đang yên tĩnh, cô gái mặc áo trắng đằng sau đột nhiên có động tính, bay lên rồi rơi xuống bên cạnh, chậm rãi đến gần. Hành động này của cô gái muốn chứng minh cho đối phương thấy nàng ta không có địch ý, để người bên này có cơ hội đề phòng. Nếu không, nàng ta đã đến thẳng bên cạnh bọn họ rồi. Dưới sự chú mục của tất cả mọi người, cô gái áo trắng đứng trước mặt nghiêu hữu đạo, bốn mắt nhìn nhau cẩn thận đánh giá một chút, mặc dù đối phương che mặt, Ngưu Hữu Đạo vẫn có thể khẳng định hắn chưa từng gặp người này, liền cười hỏi, vị bằng hữu này có việc gì sao? Quản Phương Nhi biết, bình thường sẽ không có ai công nhiên gây chuyện trên địa bàn Vạn Thú môn, nhưng tay của bà ta không khỏi lần vào trong tay áo, nắm chặt phù triện, chuẩn bị đề phòng bất chắc. Đám người Đường Nhi cũng chú ý đến cô gái này, từ lời nói của Ngưu Hữu Đạo, bọn họ biết được Ngưu Hữu Đạo không quen cô gái đó. Cô gái áo trắng bình tĩnh nói, ta là bạn của Ngô Tuyết Quân. Người đến chính là Vân Cơ, nhưng nàng ta không muốn lộ rõ thân phận của mình trước mặt người khác. Nàng ta vốn định sẽ tiếp tục quan sát nhiều hữu đạo sau khi tiến vào điệp mộng huyến giới, nhưng khi nhóm người Thượng Thanh Tông gia nhập, nàng ta phát hiện bên này có quá nhiều người, muốn tiếp tục theo dõi chỉ sợ không dễ dàng, vì thế mới trực tiếp ra mặt. Trong giới tu hành, người có thể công khai nói mình là bạn của một người nào đó. Trong tình huống bình thường, chắc chắn sẽ là bạn thật sự, nếu không, không ai dám mượn tên tuổi người khác để tạo hiểm nghi, rất dễ gây ra phiền phức. Người được mượn danh sẽ rũ sạch quan hệ với ngươi. Trong giới tu hành sinh sinh tử tử, nếu chẳng may lần sau ngươi lại mượn tên tuổi của người ta gây chuyện thị phi thì phải làm sao bây giờ? Nàng ta vừa nói xong, rất nhiều người không biết mô Tuyết Quân là ai cả. Nghiêu Hữu Đạo cũng ngẩn ra một lát mới phản ứng kịp, nhận ra đối phương đang nhắc đến quỷ mẫu. Quỷ mẫu an phận tu hành một góc, âm dương tương cách, không dám phô trương quá mức, tên tuổi dần dần bị người ta quên lãng. Thời gian trôi qua cũng đủ lâu, người biết tên bà ta cũng không còn nhiều lắm. Danh tự vốn chỉ là danh hiệu để xưng hô, tất cả mọi người đã quen gọi bà ta là quỷ mẫu. Quỷ mẫu cũng đã chính miệng thừa nhận bà chỉ có một người bạn. Trong đầu nghiêu hữu đạo liền hiện lên hình ảnh hầu kình thiên, lập tức cười khổ. Hắn đại khái đoán được người này là ai, chỉ là nhất thời hắn không biết xưng hô như thế nào, là vân đại tỷ, hay là cùng bối phận với vân hoan, gọi là bá mẫu cuối cùng hắn khách sáo chắp tay xin ra mắt tiền bối vân cơ thản nhiên nói xem ra ngươi đã biết ta là ai nghiêu hữu đạo đáp chỉ là suy đoán mà thôi hắn đưa tay chỉ vào sương mù giữa hai ngọn núi người ngoài có lẽ không hiểu là ý gì nhưng hai người trong cuộc lại biết rất rõ thấy đối phương không muốn tiết lộ thân phận hắn cũng không vạch trần trong lời nói vẫn lưu lại chỗ trống trách không được ngươi có thể phiên vân phúc vũ như vậy quả nhiên là người thông minh vân cơ gật đầu như một sự khẳng định đối với hắn, hình như người rất thích kết bái với người khác. Ngón tay đang ấn vào chuôi kiếm của hắn hơi thả lỏng ra, xấu hổ nói, giang hồ tổ mã, vẫn có những thời điểm mơ hồ. Ta là người thích kết giao bằng hữu, thỉnh thoảng sẽ có chút hiểu lầm, mong tiền bối đừng để trong lòng. Đối với người bình thường, không nói đến việc thu thập hay không, chỉ sợ vân cơ sẽ ra tay dạy cho người đó một bài học. Giữa người và người luôn có sự khác biệt, cho dù là ai cũng không cách nào đối đãi ngang nhau. Thượng Thanh Tông tay cầm đại quyền Nam Châu, nắm giữ mấy chục vạn hùng binh, có lực ảnh hưởng khiêu động thiên hạ. Cho nên, không phải ai muốn động đến Nhiêu Hữu Đạo là động. Ít ra thì không ai dám công khai ra tay với Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo công khai đến đây, nước Tống Tất sẽ phái người đến gặp hắn để lấy lòng, nhằm tăng cường lực ảnh hưởng đối với Nam Châu. Trong thời điểm cần thiết, bọn họ vẫn tạo được thế cân bằng với nước Yến. Quan hệ giữa các nước rất phức tạp, ít nhất trong trường hợp triều đình nước Tống còn chưa biết rõ tình huống, tuyệt sẽ không để nhưu hữu đạo xảy ra chuyện ở đây nguyên nhân rất dễ hiểu đắc tội nhưu hữu đạo chính là đắc tội thương triều tông vì sao rất nhiều môn phái tu hành lại muốn nắm giữ một phương vì sao thiên ngọc môn muốn đạt được nam châu nhưu hữu đạo tận lực giúp thương triều tông là vì cái gì xét đến cùng cũng chỉ vì tranh đoạt quyền lợi thiên ngọc môn và nhưu hữu đạo đánh cờ ở nam châu tranh cũng chính là cái này không chỉ là tài nguyên nam châu mà còn là quyền lên tiếng ở nam châu có được quyền lên tiếng Xét theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ sẽ có được tài nguyên, không chỉ là tài nguyên cực hạn bên trong cảnh nội Nam Châu, với lực ảnh hưởng của bọn họ cũng có thể đổi lấy tài nguyên ở các quốc gia khác. Đệ tử Thiên Ngọc môn hoạt động ở các nước khác rất thuận lợi, được các nước nể nang, được bảo vệ an toàn trên nhiều công việc. Làm việc thuận tiện không phải là tài nguyên sao? Có dùng tiền cũng không mua được, đây chính là tài nguyên thật lớn, là thứ mà rất nhiều môn phái nhỏ có nằm mơ cũng muốn đạt được, là cơ sở để phát triển một môn phái chương 665, Điệp Mộng Nguyễn Giới 1. Bây giờ, nếu Nghiêu Hữu Đạo muốn mượn nước tống 100 vạn kim tệ, nước tống sẽ không cho sao. Dễ như trở bàn tay, không trả cũng không sao, chỉ cần ngươi dám mượn. Có lẽ Thiên Ngọc Môn vẫn chưa được hài lòng cho lắm. Họ nâng đỡ Phượng Lăng Ba thất bại, Nghiêu Hữu Đạo nâng đỡ Thương Triều Tông thành công. Quyền lên tiếng ở Nam Châu đã bị Nghiêu Hữu Đạo lấy đi một nửa. Đối với Nghiêu Hữu Đạo mà nói, dựa vào thực lực trước mắt của hắn, Cướp được những thứ này, lại có thể nắm chặt, hắn đã rất thỏa mãn. Chỉ khi nào đứng vững chân thì mới hướng đến lâu dài. Thử hỏi, đối mặt với người như vậy, chỉ là sơn chủ của độ vân sơn, nàng ta sao dám công nhiên làm càn. Vân cơ liền đổi chủ đề, người muốn vào điệp mộng huyến giới. Nhiêu hữu đạo đáp, đúng. Vân cơ nói tiếp, vậy thì cùng nhau đi. Nhiêu hữu đạo đáp lại, được. Sau đó ra hiệu nhường đường cho vân cơ. Lúc này, quản phương Nhi mới đưa tay mời vân cơ đứng bên cạnh mình còn bà ta thì đứng giữa, cách hai người một chút, để phòng người đàn bà này gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo. Người này là ai? Rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, ngay cả đường nghi cũng không rõ, không biết giữa hai người này có bí mật gì. Trên sườn núi bên trái hai ngọn núi, ba người xuất hiện trên một bình đài, là đệ tử vạn thú môn phụ trách chấn thủ cửa vào điệp cốc lần này. Ba người đứng song song, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đám người Ngưu Hữu Đạo. Bên trái là cháu trai trưởng lão vạn thú môn triều kính triều thắng hoài, chính giữa là sư huynh của Triều Thắng Hoài, Hà Hữu Kiến, bên phải cũng là một vị sư huynh khác của gã, là đệ đệ của Hà Hữu Kiến, Hà Hữu Trường. Gương mặt Hà Hữu Trường hiện lên sự lo lắng, sư đệ, tại sao bên cạnh hắn lại xuất hiện thêm nhiều người vậy? Người này rốt cuộc là ai? Chúng ta còn chưa thăm dò rõ ràng, ra tay hạ thủ có thích hợp không? Người của Thượng Thanh Tông và Vân Cơ gia nhập, khiến bên này ít nhiều cũng có sự kiêng kỵ. Triều Thắng Hoài nói, chưa được sư môn mời lên núi, chỉ có thể nghỉ lại trong thành dưới núi, ngẫm lại cũng không phải đại nhân vật có thể lên mặt. Hai vị sư huynh, người ta vung tay một cái đã là 200 vạn kim tệ, mỗi tháng chúng ta được phát bao nhiêu tiền, phải mất bao lâu chúng ta mới có được số tiền nhiều như vậy. Chúng ta cũng không còn nhỏ nữa, tại sao gặp chuyện lại sợ đầu sợ đuôi chứ? Tuy nói đệ tử của vạn thú môn có tài lực hùng hậu, nhưng các đệ bên dưới cũng chẳng dư giả bao nhiêu, cùng lắm là phát thêm linh đan tu luyện mà thôi, mấy thứ tiền tài như thế này vẫn có giới hạn. Tuy Triều Thắng Hoài là cháu trai của Triều Trưởng Lão, cũng chỉ bao no linh đan tu luyện, không phát quá nhiều tiền, rất dễ khiến cho người ta nảy sinh liên tưởng. Thân là trưởng lão một phái, có một số việc vẫn phải bận tâm đến ảnh hưởng. Hà Hữu Kiến trầm ngâm một chút rồi nói, Triều Sư Đệ, không phải huynh đệ chúng ta đổi ý, mà người của đối phương đột nhiên tăng lên, rất dễ thất thủ. Nếu chẳng may để lộ tin tức, để Sư Môn biết chúng ta làm mấy chuyện này ảnh hưởng đến thanh danh Sư Môn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Làm không tốt, chúng ta sẽ bị trục xuất khỏi sư môn lợi thì muốn lấy mà nguy hiểm thì lại không muốn gánh triều thắng hoài khinh bỉ trong lòng nếu không phải một mình gã làm không được gã sẽ không tìm người khác hay vị sư huynh các huynh lo lắng hơi thừa rồi bọn họ có người chẳng lẽ chúng ta không có người sao các huynh yên tâm đi nếu không nắm chắc đệ sẽ không dám làm đệ đã đánh tiếng với một số sư huynh đáng tin cậy nói có cử nhân muốn đối phó nếu chẳng may có việc có thể nhờ bọn họ đến hỗ trợ, sau đó chúng ta sẽ lấy ra hai chục vạn để tỏ lòng biết ơn, còn lại chúng ta mỗi người sáu chục vạn. Triều Thắng Hoài tiếp tục khuyên, nếu ở ngoài, đệ thật sự không dám làm loạn, nhưng ở đây là đâu chứ, là điệp mộng huyến giới. Chúng ta chiếm thiên thời địa lợi, chỉ cần lợi dụng điều kiện bên trong thỏa đáng, chúng ta cũng cố gắng không phải ra tay, tất cả sẽ ổn. Hơn nữa, chúng ta có thể nhìn tình huống mà liệu, có cơ hội thì ra tay cũng không muộn. Còn nếu không được, chúng ta thu tay lại, không gặp nguy hiểm, cũng không có gì phải sợ. Đã nói đến mức như vậy rồi, huynh đệ họ hà ngược lại yên tâm không ít, cùng nhau gật đầu, một lần nữa hạ quyết tâm. Người tập trung bên ngoài điệp cốc càng lúc càng nhiều, phân bố lẻ tẻ, đoán chừng cũng được mấy ngàn người, hoặc đứng một mình, hoặc top 5 top 3, cũng có thể 10 người tập trung một nhóm. Nghiêu hữu đạo thỉnh thoảng quan sát bốn phía, lúc này mới nhìn lên trời. Nếu vạn thú môn tính toán thời gian không sai, thời gian điệp mộng huyễn giới mở ra cũng sắp đến gần rồi, Liên thuận miệng hỏi, nhìn lượng người đến thành vạn thú, người đến tham dự hội linh thú cũng không chỉ nhiêu đây. Quản phương nghi nói, thật ra điệp mộng huyến giới cũng chẳng có gì đặc biệt. Người chưa từng đến thì cũng muốn tìm hiểu một chút, còn loại người như ngươi, đứng nhìn người ta chạy vào mà mình không vào thì cũng chẳng vui. Trước đây, bà ta đã từng đến đây, đồng thời cũng có nói cho Nghiêu Hữu Đạo biết. Bà ta vốn không muốn vào, nhưng vì Nghiêu Hữu Đạo, bà ta đành phải đi cùng. Nói đến đây, Nghiêu Hữu Đạo không khỏi nhìn Vân Cơ, hỏi tiền bối chưa từng đến sao. Vân cơ đang có tâm sự, cũng không nói thật chưa từng. Nghiêu Hữu đạo cũng không hỏi thêm gì nữa, cầm kiếm đứng yên tại chỗ, đầu óc lại chuyển động. Vị sơn chủ này tồn tại trong giới tu hành lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đến đây sao? Hắn nhìn lướt qua bốn phía, không thấy hầu kình thiên, trong lòng lại càng nghi hoặc. Chẳng lẽ xạ yêu mới tới kia không đi cùng với thuộc hạ? Viên cương đứng bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía sườn núi bên trái khoảng cách có chút xa nên nhìn không rõ lắm. Hắn ta luôn có cảm giác có ba đệ tử vạn thú môn đang đứng trên sườn núi nhìn sang bên này. Khó chịu quá, ta qua bên kia hoạt động một chút. Viên cương nói xong liền bỏ đi, sau lưng còn đeo tam hống đao được bọc trong miếng vải. Quản phương nghi nhìn Nhiêu Hữu Đạo, thấy Nhiêu Hữu Đạo không lên tiếng, mặt cũng không thay đổi. Viên cương không thích nói nhiều, bình thường cũng chẳng bộc lộ tình cảm gì, nên bà ta cũng không hiểu lắm. Nhưng khi viên cương lên tiếng, Nhiêu Hữu Đạo cũng không phản ứng, bà ta lập tức nhận ra sự ăn ý giữa hai người đàn ông này. Bà ta đã lĩnh giáo sự phối hợp ăn ý của hai người, liền ý thức được có vấn đề xảy ra, không khỏi chú ý đến động tĩnh của viên cương. Bà ta để ý nhưng cũng không thấy viên cương làm gì, chỉ tàn bộ trong núi, ngẫu nhiên bắt chuyện với một số tu sĩ, cũng không biết đang làm cái gì. Tàn bộ một vòng, hắn ta quay về bên cạnh Nhiêu Hữu Đạo, ánh mắt Nhiêu Hữu Đạo hơi liếc nhìn sang, viên cương gật đầu một cách không dễ gì phát hiện được. Về sau, ánh mắt viên cương lại hướng về sườn núi kia nghiêu hữu đạo thuận theo ánh mắt của hắn ta mà nhìn sang sau đó chuyển sang chỗ khác ngay lập tức biểu hiện nhàn nhạt món tay đang đặt trên chuôi kiếm lên xuống hai lần sau đó hai tay để yên trên chuôi kiếm nhìn phản ứng của hai người quản phương nhi cũng thuận mắt nhìn theo hướng ánh mắt của bọn họ bên kia chỉ có đệ tử của vạn thú môn hai người này định làm gì ánh mắt phân cơ như có như không liếc nhìn viên cương không biết tại sao sau khi nàng ta đến đây nàng ta có cảm giác có một luồng khí thức nào đó đang áp chế mình khiến cho nàng ta hơi hoảng loạn trong lòng nhịn không được sinh ra cảm giác e ngại mãnh liệt đứng chưa được một lát nàng ta đã có thể xác nhận luồng khí thức đó đến từ viên cương một luồng khí thức khiến cho linh hồn của nàng ta phải run rẩy giống như có thứ gì đó từ hoang cổ xa xôi áp đến có thể dẫm nát nàng ta bất cứ lúc nào khi gió thổi đảo hướng sang bên này luồng khí thức kia phủ xuống lại càng khiến nàng ta hãi hùng khiếp vía thậm chí còn có cảm giác tay chân như muốn nhũn ra, có suy nghĩ muốn quỳ xuống quy phục. Chương 666, Điệp Mộng Huyễn Giới 2. Nàng ta biết, nếu không phải nàng ta là yêu tu đã mở linh trí, có năng lực suy tính, khống chế hành vi của mình, chỉ sợ nàng ta đã phủ phục dưới chân người đàn ông này rồi. Nếu bị luồng khí tức này bao phủ, nàng ta đoán chừng thực lực của mình còn suy giảm nhiều hơn. Chính vì có cảm giác sợ hãi như vậy, trong lòng nàng ta không khỏi hoài nghi, không biết người đàn ông này là như thế nào, tại sao lại có thể khiến nàng sinh ra cảm giác bị áp chế mạnh như thế ông những người chờ trong núi đột nhiên lung lay có cảm giác mặt đất khẽ chấn động một chút dường như phát sinh địa chấn gió ngừng thổi không khí ngưng trệ chim chóc sợ hãi bay xa ánh mắt mọi người nhìn về phía hai ngọn núi sừng sững như kiếm chỉ thấy sương mù đang lượn lờ trong núi bắt đầu bồng bềnh giống như có con quái vật nào đó đang khuấy động bên trong mọi người mở pháp nhãn để nhìn nhưng cũng không nhìn thấy bất cứ vật gì quấy phá rất nhanh mọi người lại ngẩng đầu nhìn trên không nheo mắt lại chằm chằm quan sát bầu trời viên cương chỉ nhìn lên một chút sau đó cảnh giác nhìn bốn phía mặt trời đang treo lơ lửng trên không trung dần dần bị che khuất không biết bị bóng đen xuất hiện từ chỗ nào nuốt chừng diện tích của bóng đen dần dần mở rộng ra thời gian dần trôi thiên địa đã tối hẳn khiến dân chúng đang ngước nhìn có cảm giác mình quá nhỏ bé một quả cầu đen chiếm lĩnh mặt trời từ xa giống như cặp mắt tà ác nhìn chúng sinh bên dưới xung quanh cặp mắt đen như mực đó là một viền vàng lóa mắt. Đúng lúc này, mây mù chính giữa hai ngọn núi bắt đầu xuất hiện một điểm sáng, giống như một luồng ánh sáng từ hư không xa xôi bắn ra, nhanh chóng lớn dần, chẳng khác nào mạng nhện, rồi lại như một quả thủy tinh cầu gác giữa hai ngọn núi. Màn sáng gợn sóng phiêu động giữa hai ngọn núi, rất dễ dàng nhìn thấy giữa thiên địa đang bị màn đêm bao phủ, nhìn qua vô cùng tráng lệ và huyền ảo. Cảnh tượng này khiến cho viên cương đang tỉnh táo quan sát chung quanh cũng phải choáng váng. Đối với hắn ta mà nói, cảnh tượng này không theo lý thuyết khoa học nào cả. Cảnh tượng huyền ảo như vậy cũng giúp cho Ngưu Hữu đạo được mở rộng tầm mắt, cảm giác chuyến đi này không tệ, không khỏi hít sâu một hơi, quả thật thế giới đại thiên không thiếu cái lạ. Quản Phương Nhi đáp lại một tiếng, cửa vào địa mộng huyễn giới đã mở. Phòng sáng màu vàng trên không trung biến mất, bóng đen thô to che lấp mặt trời cũng đang dần dần dịch chuyển. Ánh sáng như bình minh tiến vào trong thiên địa dần dần khuếch trương. Màn sáng chính giữa hai ngọn núi đã mất đi sắc thái mỹ lệ, biến thành màn nước bình thường, bắt đầu động đậy. Bóng đen che khuất mặt trời cũng đã biến mất trên không trung. Thiên địa giống như người nằm mộng mới tỉnh, ngay cả người đứng bên dưới cũng có cảm giác mình vừa mới trải qua một giấc mộng dài. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy đều nhẹ nhàng thở ra. Dị biến trước đó khiến mọi người lo sợ thiên địa sẽ vĩnh viễn trầm luân trong bóng đêm. Hơn 100 con phi cầm cỡ lớn chở người lượn vòng trên không trung. Đệ tử vạn thú môn canh giữ bên ngoài cử một tiểu đội xâm nhập vào bên trong màn sáng, sau đó biến mất. Chờ một chút lại có người từ bên trong đi ra, biểu hiện có thể đi vào. Từ đó, có rất nhiều đệ tử vạn thú môn xông vào trước. Về sau, tân khách chờ bên ngoài điệp cốc cũng lần lượt tiến vào, rồi biến mất bên trong màn nước. Mọi người tập trung trước màn nước giữa hai ngọn núi, tuần tự tiến vào. Có một số người còn hơi do dự một chút, như hữu đạo nhìn viên cương, người có muốn chờ bên ngoài hay không? hắn lo lắng bên trong không quá an toàn, viên cương đáp, vào trong mở mang kiến thức một chút cũng tốt. như hữu đạo cũng không miễn cưỡng, đưa tay ra hiệu, một đám người tập trung đến chỗ điệp gốc. Khi đến trước màn nước dập dờn, hắn phát hiện diện tích màn nước phải hơn 10 trượng vuông. Cửa vào điệp mộng huyến giới đúng là lớn, có thể chứa được rất nhiều người tiến vào. Đường Nhi phất tay, tô phá dẫn theo mấy đệ tử biến mất trong màn nước trước. Đối với chuyện giống như đi trước hộ pháp này, như hữu đạo chưa chắc sẽ lĩnh tình sau đó đến lượt phân cơ tiến vào rồi đến viên cương nghiêu hữu đạo nhìn chung quanh một chút đảo qua người chiều thắng hoài đang canh giữ cửa vào không hề dừng lại quá lâu cương khí hộ thể tuôn ra nghiêu hữu đạo cất bước bước vào trong màn nước bên trong màn nước có một lực cản không nhỏ phàm nhân bình thường rõ ràng không thể tiến vào luồng lực cản này vừa vỡ ra một bước bước vào hắn có cảm giác giống như tiến vào một thế giới khác một thế giới đen như mực màn nước giống như cô lập ban ngày và ban đêm trên bầu trời đầy sao, tinh hà sáng chói, thật sự mê người. Trước mắt là đêm tối, nhưng bầu trời đằng xa lại đầy sao, chiếu sáng rực rỡ khắp nơi. Đi mau đi, đừng cản trở người sau tiến vào. Người lần đầu bước vào không tránh khỏi phải dừng lại một chút, kinh ngạc nhìn hoàn cảnh chung quanh, khiến cho đệ tử vạn thú môn đã vào trước đó không ngừng nhắc nhở.